Ta là vị lục địa thần tiên duy nhất sống sót sau trận chiến chư thần, nhưng lại tình nguyện ẩn cư trong rừng sâu cổ xưa suốt 100.000 năm. Khi ta hạ sơn, con tiểu thanh xà mà ta từng nuôi dưỡng đã hóa thành tổ tiên của long tộc. Cây tiểu thụ ta từng trồng đã trở thành thần hộ mệnh của thánh địa. Ngay cả cô bé mà ta từng cưu mang cũng đã trở thành đương kim nữ đế. Dù đã thành thần và sở hữu vô tận thọ mệnh, ta vẫn luôn không thể đối mặt với đại kiếp trời đất vô cùng vô tận. Dù ta có vô số công pháp và thần khí do các thần linh để lại, nhưng lòng ta vẫn luôn cảm thấy bất an. Vì thế, ta quyết định bế quan đột phá thiên thần cảnh giới, cho đến khi ta có thể dễ dàng đối phó với đại kiếp trời đất, mới hài lòng bước ra khỏi khu rừng thần thánh mà ta đã ở suốt 100.000 năm. Ở rìa khu rừng thần thánh, bốn phía là những dãy núi trùng điệp vô tận. Trong những ngọn núi này, không thiếu những hung thú có cảnh giới thần linh thậm chí là chân thần. Ta nhìn ngọn núi mênh mông trước mắt, bước những bước dài chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa những ngọn núi chập trùng. Khi ta sắp bước ra khỏi 10 vạn đại sơn, ta bỗng thấy một thiếu niên đang chiến đấu với một con hung thú cấp thấp. Dù thiếu niên dùng kiếm, nhưng kiếm pháp của cậu ta thật sự kém cỏi, hơn nữa rõ ràng kiếm pháp không hoàn chỉnh, nhiều chưa thức luyện không tới nơi tới chốn. Thiếu niên thấy ta đi tới, lập tức cảnh giác, nhưng ta không để ý, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi học thần ma kiếm pháp từ ai?" Thần ma kiếm pháp? Thiếu niên nghe vậy liền lắc đầu, đây là đãng ma kiếm pháp, không phải thần ma kiếm pháp." Nói xong, thiếu niên không để ý tới ta nữa, vội vàng chạy ra ngoài núi. Ta suy nghĩ một chút, rồi cũng theo sau. Không lâu sau ta thấy một thôn trang nhỏ. Khi Lục Tiểu Vũ về đến nhà, thì thấy phụ thân Lục Phong đang luyện kiếm trong sân. Nhưng khi ông vừa lên cao thi triển kiếm chiêu, sắc mặt bỗng tái nhợt, rồi từ trên cao rơi xuống. "Cha, cha làm sao vậy?" Lục Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Lục Phong định lắc đầu nói không sao, nhưng bất ngờ nhìn thấy một thanh niên đứng ngoài cửa không khỏi kinh ngạc hỏi ngươi là ai là đệ tử của thiên ma tông sao thiên ma tông ta không biết ta lắc đầu phủ nhận nhưng lục phong vẫn cầm kiếm xông tới dường như muốn thử thách ta tuy nhiên khi ông vừa chạm vào ta một luồng sức mạnh vô hình đã chấn lui ông liên tiếp lục phong kinh ngạc mình là cường giả kim đan cảnh mà đối phương chẳng hề động đậy đã chấn lui mình ngay sau đó ta đưa tay chỉ về phía trước chín luồng khí đỏ rực bay ra lập tức nhập vào ngực lục phong lục phong chỉ cảm thấy tâm mạch chấn động không khỏi phun ra một ngụm máu đen cha lục tiểu vũ thấy ta ra tay với phụ thân mình liền cầm kiếm định xông tới tiểu vũ dừng lại lúc này lục phong nhìn ta kinh ngạc nói đây là hoàn hồn cửu dương chỉ công tử là người của dược vương điện hoàn hồn cửu dương chỉ là tuyệt học của dược vương điện chỉ có vài người trong dược vương điện biết thi triển lục tiểu vũ nghe nói ta là người của dược vương điện cũng hết sức kinh ngạc vì ở đại lục thần vũ danh tiếng của dược vương điện vô cùng lớn ta không phải người của dược vương điện ta lập tức lắc đầu phủ nhận vì đây không phải là hoàn hồn cửu dương chỉ mà là sinh sinh bất tuyệt luân hồi chỉ tuyệt học của thượng cổ dược thần cốc về dược vương điện ta cũng lần đầu nghe thấy ngươi hãy theo chỉ dẫn của ta vận chuyển chân nguyên của mình thử xem lục phong nghe xong lập tức làm theo chỉ dẫn thử vận chuyển chân nguyên trong cơ thể khi huyết thông suốt toàn thân cảm thấy thoải mái vô cùng. Ba năm qua, vì muốn đạt thành tựu nhanh chóng, ông khổ luyện huyết la kiếm khí, cuối cùng dẫn đến tổn thương tâm mạch, ngực ngày đêm đau nhức. Giờ đây, những cảm giác này đều biến mất hoàn toàn. Lục Phong đứng dậy, xúc động cúi mình, cảm kích nói. Đa tạ công tử đã cứu giúp. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta thản nhiên phất tay, ta và tiền bối của huyết la môn có chút giao tình. Hiện giờ môn chủ là ai? Lục Phong nghe vậy, sắc mặt biến đổi ngẩng đầu thở dài. Không giấu gì công tử, vài năm trước huyết la môn của chúng ta đã bị thiên ma tông tiêu diệt. Mấy năm qua, ta dẫn theo tiểu vũ trốn tránh khắp nơi, chỉ để thoát khỏi sự truy sát của thiên ma tông. Vừa rồi ta còn tưởng công tử là người của thiên ma tông phải đến. Nghe xong, ta cũng có chút kinh ngạc. Huyết la tông vốn là một siêu tông môn từ thời thượng cổ, nhưng qua cuộc chiến chư thần, môn chủ và các lão tổ của huyết la môn đều đã ngã xuống, huyết la môn từ đó xa sút Sau này, vì lợi ích, huyết la môn và thiên ma tông lân cận xảy ra xung đột ban đầu hai bên thực lực ngang nhau nhưng ba năm trước thiên ma tông đột nhiên có cường giả thần bí trợ giúp môn chủ và các nguyên lão của huyết la môn bị tiêu diệt toàn bộ ta suy nghĩ một chút rồi từ túi chữ vật lấy ra huyết la kiếm pháp lục phong nhận lấy mở ra xem lập tức kinh ngạc đây là huyết la kiếm pháp và còn là phiên bản hoàn chỉnh kiếm pháp hoàn chỉnh này đã thất truyền từ lâu làm sao vị công tử trẻ tuổi trước mắt này có được dù trong lòng hắn đầy nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi thêm lục phong cẩn thận cất kiếm pháp cảm kích nói công tử đã cứu ta lại ban cho ta bảo vật vô giá này sau này nếu có gì sai bảo lục phong ta dù phải vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ thấy hắn kiên quyết như vậy ta chỉ cười nhạt trong những năm tháng dài đằng đẵng ở thần thánh xâm lâm đã có không ít người từng ở lại một thời gian mỗi người khi rời đi đều nói những lời tương tự và trong số họ kẻ yếu nhất cũng mạnh hơn lục phong gấp vạn lần. Vì thế, ta không mấy để tâm đến lời thề của hắn. Còn về kiếm pháp tuyệt thế, đối với ta chỉ là một bộ kiếm pháp bình thường. Trong ba ngày tiếp theo, Lục Phong và Lục Tiểu Vũ ngày đêm không nghỉ luyện tập. Đến ngày thứ tư, Lục Phong đến gặp ta, nói rằng ngày chiêu sinh ba năm một lần của lôi tuyết kiếm tông sắp đến. Để Tiểu Vũ có được sự bảo hộ của lôi tuyết kiếm tông, họ định ngày mai lên đường. Nhắc đến lôi tuyết kiếm tông, ta nhớ lại mấy thời đại trước có một tiểu tử tên Dương Đông từng ở lại thần thánh xâm lâm của ta, nói mình là người của lôi tuyết kiếm tông. Không biết giờ hắn đã đạt đến cảnh giới nào, thế nên ta quyết định đi cùng họ. Để tiết kiệm thời gian, ta lấy từ túi chữ vật ra chiếc kim ngưu chiến xa dùng để di chuyển. Chiến xa này được làm từ đồng hoàng kim tinh luyện, kéo bởi long giác kim ngưu, hậu duệ của long tộc và lôi tộc. Năm đó ta tìm thấy nó tại thánh địa của long tộc. Vì ta bế quan tu luyện suốt nhiều năm, không sử dụng đến nó, không ngờ lần này lại có dịp dùng đến. Mấy ngày sau, Lôi Tuyết kiếm tông đã hiện ra từ xa. Công tử, phía trước chính là Lạc Tuyết Thành, Lục Phong chỉ về phía trước. Trên đồng bằng phía trước, một tòa thành lớn đứng sừng sững. Lạc Tuyết Thành là một trong những thành nổi tiếng của Thần Vũ Đại Lục, bầu trời trên thành phố quanh năm rơi tuyết. Lúc này, trời đã dần tối, Lôi Tuyết kiếm tông không còn xa nữa, hiện tại cũng không vội. Chúng ta quyết định nghỉ ngơi một đêm ở Lạc Tuyết Thành ban đêm tại lạc tuyết thành phố phường sạch sẽ người đi lại tấp nập không hề lạnh lẽo như tưởng tượng nghe đồn từ thời thượng cổ có một vị đại năng vô thượng đã bố trí đại trận tuyết kỳ trên cao và dưới lòng đất còn có trận hóa tuyết vì vậy lạc tuyết thành quanh năm rơi tuyết nhưng khi tuyết rơi xuống đất thì biến mất không dấu vết lục tiểu vũ cảm thấy khó tin liền hỏi có người có thể bố trí đại trận trên cao sao bao nhiêu năm rồi hai trận này vẫn còn hoạt động được ư lục phong nghe vậy mỉm cười gật đầu, đại trận của vị đại năng vô thượng đó đã vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Ngay cả trận pháp sư mạnh nhất thần vũ đại lục hiện nay, Trần Thanh Dương đại nhân cũng đến đây nghiên cứu nhưng vẫn không thể giải mã hai trận pháp này. Không ai biết vị đại năng bố trí trận pháp này là ai. Nghe vậy, ta giữ nét mặt bình thường. Dĩ nhiên ta biết hai trận pháp này là của ai, nhưng ta không giải thích, chỉ hỏi nhẹ hiện giờ chủ nhân của thần vũ đại lục là ai. Lục Phong với vẻ mặt cùng nhiệt và tôn sùng, nói, là vạn vô địch đại nhân thuộc gia tộc vạn điều này làm ta nhớ đến một cô bé từng vào thánh xâm lâm trước khi gặp dương đông cô bé họ vạn ta hỏi ngươi có biết vạn bối bối không lục phong nghe vậy hơi nghi hoặc nhưng ngay sau đó nghĩ rằng ta có thể đang nói về vị đại năng vô thượng hắn lập tức biến sắc nhưng khi hắn định lên tiếng thì đột nhiên có hai người từ đám đông bước ra nhìn thấy hai người này ánh mắt lục phong tràn đầy hận thù tôn lệ chính là tôn lệ Trưởng lão của Thiên Ma Tông, năm đó không ít đệ tử của Tu La môn đã chết dưới tay hắn. Tôn Lệ nhìn thấy Lục Phong cũng cười lạnh, "Lục Phong, không ngờ ngươi vẫn còn sống." Sau đó, hắn nhìn sang Lục Tiểu Vũ, "Đây là con trai ngươi. Không tồi, nhỏ tuổi mà đã đạt đến trúc cơ thập trùng." Nói xong, hắn cùng một trưởng lão khác của Thiên Ma Tông tiến lại gần Lục Phong, khí thế trên người họ bộc phát, lập tức xuất hiện từng luồng kim quang quanh thân. Kết đan tứ trọng, một cường giả bên cạnh kinh hô ở hàng nguyên vị diện cảnh giới từ thấp đến cao là trúc cơ tiên thiên thần thông kết đan tử phủ kết đan cảnh tứ trọng đối với một số gia tộc nhỏ mà nói tuyệt đối là cường giả lúc này tôn lệ lộ ra vẻ tàn nhẫn lạnh lùng nói không sai hai tháng trước ta đã đột phá đến kết đan tứ trọng hôm nay ngươi đừng mơ sống sót rời khỏi đây nói xong hắn lập tức nhảy lên tay cầm đại đao một đao chớm xuống ánh đao lóe lên từng đợt hàn khí kinh người bùng phát ra đây là Huyền Minh Hàn Kình, đại thần thông của Tiên Ma Tông. Năm đó Lục Phong từng giao thủ với Tôn Lệ, hắn hiểu rõ sự khủng khiếp của Huyền Minh Hàn Trưởng. Mà bây giờ Tôn Lệ đã đột phá đến kết đan tứ trọng, Huyền Minh Hàn Kình của hắn hiện tại không nghi ngờ gì là còn khủng khiếp hơn cả năm đó. Ngay khi Lục Phong định ra tay thì đột nhiên, một tiếng bò giống vang trời vang lên trên thiên đài, mọi người chỉ cảm thấy chói tai nhức óc. Kèm theo tiếng bò giống, một luồng khí vàng khủng khiếp cuộn trào, phủ khắp trời đất tôn lệ trong khoảnh khắc bị luồng khí vàng ấy nhấn chìm và thanh đại đao trong tay hắn hóa thành da thịt thân thể như cánh diều đứt dây bay ngược về phía sau rồi đập mạnh xuống mặt đất toàn thân áo choàng tan rã hoàn toàn bất động sự việc quá đột ngột khiến mọi người xung quanh cùng với các đệ tử gia tộc đều trợn mắt há miệng tất cả đều kinh sợ nhìn chằm chằm vào kim ngưu có sừng rồng tiếng bò giống vừa rồi chính là của kim ngưu chỉ với một tiếng giống phức tạp hắn đã trực tiếp chấn động rớt chớt một cường giả kim đan tứ trọng còn vị trưởng lão thiên ma tông đi cùng tôn lệ thấy thi thể tôn lệ hai mắt càng thêm kinh hãi sắc mặt tái nhợt hắn quay người muốn chạy trốn nhưng trong đầu đột nhiên cảm thấy trời đất rộng lớn ngoảnh lại nhìn một luồng khí vàng khủng khiếp ngay lập tức ập đến sau đó hắn hoàn toàn mất ý thức vị trưởng lão thiên ma tông bị luồng khí vàng trực tiếp đánh nổ mảnh vỡ bay tung tóe khắp mặt đất mọi người đều yên lặng không ai nhìn rõ kim ngưu vừa rồi đã ra tay thế nào đi thôi ta thản nhiên nói cũng không nhìn thi thể hai người tôn lệ, Kim Ngưu nhấc bước tiến về phía trước. Khi đi xa rồi, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi tại tiểu lâu lớn nhất thành Lạc Tuyết một đêm. Sáng hôm sau, ta ngồi trên chiến xa, hỏi Lục Phong, ngươi có biết vị tổ tông lâu đời nhất của Lôi Tuyết Kiếm Tông là ai không? Lục Phong thấy phong thái uy phong của ta hôm qua, càng thêm cung kính, là Dương Thành đại nhân. Dương Thành đại nhân không chỉ là cường giả đứng đầu Lôi Tuyết Kiếm Tông, mà còn là một trong bốn đại cường giả của vô cực hoàng triều. Tuy nhiên Dương Thành đại nhân đã nhiều năm không xuất thế. Gần đây có tin đồn rằng đệ tử của Dương Thành đại nhân, Trần Hồng đại nhân, đang có ý định nhận đệ tử cuối cùng. Vì vậy, đây cũng là lý do mà nhiều thế lực và thiên tài đều đến đây. Thế còn Dương Đông? Ta đột nhiên hỏi. Lục Phong thần tình chấn động, công tử hỏi đến Dương Đông kiếm thần ư? Trên đại lục thần võ, trong 10 vạn năm chỉ có 3 người được tôn là kiếm thần. Nghe lời giải thích của Lục Phong, ta có chút ngạc nhiên. Hóa ra Dương Đông đã mất tích 4 năm vạn năm và không ai biết tại sao hắn mất tích. Tuy nhiên, Dương Thành là con trai của Dương Đông, có lẽ biết chút ít về tung tích của cha mình. Nửa ngày sau, chúng ta cuối cùng cũng đến chân núi Lôi Tuyết Kiếm Tông. Lôi Tuyết Kiếm Tông đã đông nghịt người. Nhìn quanh, các đệ tử từ các gia tộc đến tham gia kỳ thi tuyển gần như chật kín núi. Công tử, chúng ta nên qua bên kia đăng ký và tham gia kỳ thi tuyển. Lục Phong cung kính cúi chào ta, rồi vội vã rời đi ta thu chiến xa kim ngưu vào túi chữ vật đang thong dòng quan sát xung quanh thì nghe thấy đám đông xôn xao hóa ra là công chúa thái yên của vô cực hoàng triều và trịnh nguyệt của đảo chính nguyệt đến trong đám người đông đúc công chúa thái yên đột nhiên nhìn thấy ta không khỏi kinh ngạc là hắn tam thúc chính là người trẻ tuổi đó công chúa thái yên nói với một người trung niên bên cạnh hóa ra hành động rớt chớt trưởng lão thiên ma tông của ta hôm qua đã lọt vào mắt công chúa hoàng gia tuy nhiên cô đã ra lệnh cho người điều tra nhưng không tìm được chút manh mối nào về ta lúc này thái hồng thao theo ánh mắt của công chúa thái yên ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta đây chính là người mà cháu nói đến hôm qua người trẻ tuổi với chiến xa kim ngưu đúng vậy tam thúc người này sở hữu đôi mắt thần bí ngươi xem người trẻ tuổi kia có điểm đặc biệt nào không công chúa thái yên cất tiếng hỏi thái hồng thao nghe vậy đôi mắt lập tức loé sáng ánh sáng trong đôi mắt nhắm lại dưới ánh sáng ấy toàn bộ kinh mạch đan điền khí huyết và xương cốt của ta hiện ra rõ ràng nhưng rất nhanh hắn thu lại ánh mắt lắc đầu nói hắn thực sự không có chân nguyên và nội lực càng không có thần lực công chúa thái yên nghe vậy trong lòng có chút thất vọng hôm qua trở về nàng luôn cảm thấy người trẻ tuổi ấy không phải đơn giản nhưng không ngờ lại thực sự không có chân nguyên và nội lực đôi mắt nhắm của tam thúc nàng là thượng cổ thần nhãn có thể nhìn thấu bản chất mọi thứ ngay cả cường giả cảnh giới thần linh cũng có thể nhìn ra đôi chút vậy nên có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều. Lúc này, ta đi tới trước một bức tường kiếm. Nhiều cường giả đang đứng trước tường kiếm ngộ kiếm chiêu. Công tử kiếm triệu lúc này dẫn con trai đi đăng ký xong, liền bước tới, nhìn thấy ta chăm chú nhìn bức tường kiếm, bèn nói, đây là bức tường kiếm do Dương Đông Kiếm Thần đại nhân để lại năm xưa. Khi đó, Dương Đông Kiếm Thần đại nhân nói, bức tường kiếm này có thể cung cấp cho người yêu kiếm trên toàn thế giới ngộ kiếm, nên bất kể là đệ tử của Lôi Tuyết Kiếm Tông hay đệ tử các gia tộc khác đều có thể ngộ kiếm. Trong bức tường kiếm này có tổng cộng 999 chiêu kiếm, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, số người ngộ được hơn 100 chiêu không nhiều. Lục Phong giải thích, ta liền chú ý đến thanh đại kiếm cắm bên cạnh bức tường kiếm. Phần lộ ra của thanh đại kiếm đã cao 1 mét, thân kiếm rất rộng, lớn gấp nhiều lần thân kiếm bình thường. Đây là xích diễm kiếm của Dương Đông Kiếm Thần, đã cắm ở đây hàng vạn năm. Bất kỳ ai có thể rút xích diễm kiếm ra, thanh kiếm này sẽ thuộc về người đó. Lục Phong nói, rồi lắc đầu, nhưng bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai rút ra được, ngay cả Dương Thành đại nhân hiện tại cũng không thể rút ra. Xích Diễm kiếm sao? Ta nhìn thanh Xích Diễm kiếm trước mắt, cảm thấy có chút quen thuộc. Đang định tiến lên thử rút, thì thấy một thanh niên thân hình cao lớn bước tới. Phía sau thanh niên là một nhóm cường giả, Thiếu thần Tiêu Trường Phong. Các cường giả gia tộc nhìn thấy thiếu niên đều kinh ngạc, đã gặp qua thiếu thần. Trước bức tường kiếm, các cường giả đều vội vàng tiến lên chào hỏi. Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu với mọi người. Năm ngoái ta đến đây thử rút xích diễm kiếm nhưng không thành. Năm nay, ta đã hiểu biết thêm về kiếm đạo, muốn thử lại lần nữa, không làm phiền chư vị chứ? Không, không. Các cường giả nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Lần trước công tử Tiêu Trường Phong suýt chút nữa đã rút được xích diễm kiếm, lần này công tử nhất định có thể rút ra. Tiêu Trường Phong nghe vậy mỉm cười, sau đó tiến đến trước thanh xích diễm kiếm. Toàn thân khí thế bộc phát, từng luồng thần quang từ trong cơ thể bắn ra. Là đại thiên thần thể trong đám người có người kinh hô. Tiêu Trường Phong vận dụng huyết mạch đại thiên thần thể đến cực hạn, hít một hơi sâu, áo choàng bay phấp phới, kiếm khí kinh người tỏa ra từ người hắn, khiến các cường giả gia tộc xung quanh kinh hãi lùi lại. Tiêu Trường Phong đột nhiên quát to, sau đó hai tay nắm chặt chuôi xích diễm kiếm, rồi dùng sức kéo lên. Thanh kiếm xích diễm lập tức lóe sáng, toàn thân Tiêu Trường Phong tỏa ra thần quang rực rỡ. Xích diễm kiếm cuối cùng cũng từ từ di chuyển, nhanh chóng rút ra được một tấc. Tiêu Trường Phong thấy vậy, lại quát to, dùng toàn lực kéo lên cuối cùng xích diễm kiếm lại một lần nữa từ từ nâng lên tiếp tục được rút thêm một tấc nhưng sau đó cứ thế rằng co vài phút dù tiêu trường phong cố gắng thế nào đại thiên thần thể cũng không thể nâng cao hơn nữa dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tiêu trường phong lại nỗ lực thêm một lần nữa nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào cuối cùng hắn phải bỏ cuộc có vẻ như với thiên phú của ta cũng không thể rút được xích diễm kiếm này rồi. Tiêu Trường Phong tự chế diễu mình. Lập tức, một cường giả tiến tới động viên. Lần trước công tử Tiêu Trường Phong rút được một tấc. Năm nay đã rút được hai tấc. Vài năm nữa nhất định có thể rút ra hoàn toàn. Nếu ngay cả công tử Tiêu Trường Phong với thần thể như vậy mà không rút được xích diễm kiếm, thì thiên hạ này chẳng ai có thể làm được. Tiêu Trường Phong mỉm cười, khiêm tốn một chút. Sau đó chắp tay chào mọi người đã làm phiền chư vị. Rồi quay người cùng đám cường giả rời đi. Sau khi tiêu trường phong rời đi, ta mới tiến tới trước xích diễm kiếm. Những người đang ngộ kiếm trước tường kiếm, thấy có người muốn thử rút kiếm. liền không nhịn được cười lớn. Người trẻ tuổi này là ai? Khi hắn chạm vào xích diễm kiếm, chắc sẽ bị kiếm khí đánh bay 10 vạn 8 ngàn dặm. Trước đây, có người thực lực không đủ. Dám mạo hiểm đã bị kiếm khí đánh bay vài ngàn dặm. Tiêu Trường Phong vừa đi, nghe thấy sau lưng xôn xao, liền dừng bước, quay lại nhìn thấy có người muốn bắt trước mình rút xích diễm kiếm, không khỏi lắc đầu cười. Lúc này ta đã nắm chặt chuôi xích diễm kiếm, không chút do dự, tay nâng lên, xích diễm kiếm lập tức bị rút ra, không chút ngưng trệ. Khi xích diễm kiếm bị ta rút hoàn toàn khỏi mặt đất, một cột lửa kinh hoàng bắn lên trời, ánh sáng lửa chiếu sáng cả lôi tuyết kiếm tông các ngọn núi trong lôi tuyết kiếm tông đều bị ánh sáng lửa này chiếu rọi đất đai rung chuyển dữ dội như siêu động đất kiếm khí kinh hoàng từ thân kiếm bắn ra tràn ngập trời đất sau đó một luồng kiếm khí đáng sợ bất ngờ bắn ra vị cường giả gia tộc vừa nói ta sẽ bị kiếm khí đánh bay 10 vạn tám ngàn dặm lập tức bị kiếm khí đánh bay biến mất không thấy đâu ngoại trừ lục phong tiêu trường phong và những người khác đều bị kiếm khí đánh lùi liên tục khi ta rút xích diễm kiếm ra công chúa thái yên và trịnh nguyệt cùng những người khác đang ở trong đại điện chuẩn bị khảo thí đều cảm nhận được kiếm khí tràn ngập trời đất có chuyện gì xảy ra công chúa thái yên kinh ngạc rất nhanh một đệ tử nội môn của lôi tuyết kiếm tông hấp tấp chạy vào hào hứng báo cáo với các trưởng lão trong điện các vị trưởng lão có người đã rút được xích diễm kiếm của lão tổ dương đông rồi xích diễm kiếm đã bị rút ra rồi công chúa thái yên trịnh nguyệt và các trưởng lão trong điện đều sửng sốt mau tới tường kiếm các trưởng lão của lôi tuyết kiếm tông phân khích vội vàng chạy ra ngoài lao về phía tường kiếm công chúa thái yên nhìn thấy vậy không khỏi cảm thán không biết là thiên tài nào đã rút được xích diễm kiếm chúng ta cũng nên đến đó phải cố gắng kết giao với người này nói xong các cường giả của vô cực hoàng triều và Trịnh gia cũng nhanh chóng tiến về tường kiếm. Cùng lúc đó, tại tổ địa của Lôi Tuyết Kiếm Tông, lúc này, tông chủ Lôi Tuyết Kiếm Tông Tống Ninh đang bẩm báo với Dương Thành, Trần Hồng và các lão tổ của Lôi Tuyết Kiếm Tông về việc kiếm ma đến thách đấu. Bỗng nhiên, họ cảm nhận được luồng kiếm khí kinh khủng bao trùm trời đất, ngay sau đó là đất rung núi chuyển. Tống Ninh biến sắc, lo lắng nói, chẳng lẽ kiếm ma đã tới? Năm xưa, kiếm ma từ phía tây đến, bị lão tổ dương đông của họ đánh bại, phải chạy trốn. Không ngờ sau nhiều năm, kiếm ma lại xuất hiện. Dương Thành cảm nhận kiếm khí kinh hoàng tràn ngập trời đất, ánh mắt lóe lên, đây không phải là kiếm khí của kiếm ma. Mọi người, theo ta ra ngoài xem thử. Khi mọi người vừa ra khỏi tổ địa, họ đã thấy ánh kiếm đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời, chính là kiếm quang của xích diễm kiếm. Lúc này, một chiếc vỏ kiếm từ tổ điện lôi tuyết kiếm tông bay lên trời, nhanh chóng bay về phía tường kiếm trần hồng và tống minh nhận ra đó chính là vỏ kiếm của xích diễm kiếm được cung phụng trong tổ điện bao nhiêu năm qua nhưng chưa từng có động tĩnh giờ đây nó lại bay ra khỏi tổ điện ngay cả dương thành cũng không thể kìm nén sự kích động có người đã rút được xích diễm kiếm kiếm của phụ thân ta cuối cùng đã được rút ra trần hồng cũng kích động không kém sư phụ chúng ta nên qua đó xem ai đã rút được xích diễm kiếm dương thành mỉm cười gật đầu cũng được mang người đó đến gặp ta trần hồng và tống minh hóa thành kiếm quang bay về phía tường kiếm. Lúc này, vỏ kiếm xích diễm từ tổ điện bay ra, hóa thành luồng sáng đỏ, bay đến trước mặt ta. Xích diễm kiếm tự động cắm vào vỏ kiếm, kiếm khí tràn ngập trời đất mới dần dần tan biến, ánh kiếm đỏ trên bầu trời cũng dần nhạt đi. Những người bị kiếm khí đẩy ngã, trong đó có tư trường phong, cuối cùng cũng dừng lại, lông cồn bỏ dậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta và xích diễm kiếm, ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Tất cả đều thấy rõ, trên người ta không hề có chân nguyên hay nội lực. Một người không có chút chân nguyên và nội lực nào lại có thể rút được xích diễm kiếm. Tiêu Trường Phong nhìn ta, cau mày, nhiều cường giả xung quanh nhìn chằm chằm vào xích diễm kiếm, ánh mắt đầy khao khát. Đây là thanh kiếm của Dương Đông Kiếm Thần, bảo họ không động lòng là điều không thể. Lúc này, một vị trưởng lão trong đám đông bỗng nhiên lao lên, hướng về phía xích diễm kiếm trong tay ta. Một cường giả đang quan sát thét lên, là cường giả đoạt mệnh cảnh cường giả đoạt mệnh cảnh chính là những kẻ đứng trên kim đan cảnh và tử phủ cảnh là những kẻ đủ sức chấn áp một phương vị trưởng lão đó lao đến gần ta xích diễm kiếm dường như cảm nhận được lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa mọi người nghe thấy một tiếng giống kinh thiên động địa và một con sư tử lửa khổng lồ bay ra từ xích diễm kiếm chỉ trong chớp mắt móng vuốt khổng lồ của nó đã xuyên qua ngực vị trưởng lão đoạt mệnh cảnh biến ông ta thành than đó là hỏa sư linh hồn của xích diễm kiếm một lão tổ gia tộc kinh hãi thốt lên nghe lời thét kinh hãi của lão tổ gia tộc mọi người mới nhớ lại truyền thuyết về xích diễm kiếm tương truyền thời thượng cổ có một con hỏa sư ma thần đã thiêu dụi hàng triệu ngôi làng cho đến khi dương đông kiếm thần đích thân đến và chiến đấu với nó suốt mấy ngày liền cuối cùng các trưởng lão tập hợp lại đem linh hồn của xích diễm sư phong ấn vào xích diễm kiếm tiêu trường phong nhìn vị lão giả bị thiêu cháy ánh mắt lóe lên sự bi thương bởi vì người đó chính là một trong những trưởng lão của tiêu gia Tiêu gia là một trong những gia tộc mạnh nhất của vô cực Hoàng Triều. Có quyền thế không nhỏ trong triều đình. Giờ đây, một trưởng lão đoạt mệnh cảnh của tiêu gia bị rớt. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tiêu trường phong ngay lập tức muốn ra lệnh cho đám người tiêu gia phía sau ra tay. Nhưng đúng lúc đó, trên trời truyền đến âm thanh xe gió. Kéo theo đó là các vị trưởng lão của lôi tuyết kiếm tông cùng công chúa Thái Yên. Công chúa Thái Yên nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nổi một thiên tài kiếm đạo có thể rút được xích diễm kiếm lại là người này các trưởng lão lôi tuyết kiếm tông thấy ta cầm xích diễm kiếm cũng không khỏi kinh ngạc rõ ràng họ không ngờ người rút được xích diễm kiếm lại là một đệ tử phàm nhân ngay khi mọi người còn đang sửng sốt xích diễm sư linh hồn của xích diễm kiếm lại ngoan ngoãn phủ phục trước mặt ta ta nhìn xích diễm sư phủ phục trước mặt mình trong lòng thầm niệm pháp quyết Xích Diễm Sư lập tức hóa thành luồng sáng chui vào xích diễm kiếm. Mọi người thấy cảnh này đều không khỏi kinh ngạc, bởi vì truyền thuyết kể rằng xích diễm sư có tính tình vô cùng hung bạo, nhưng trước mặt người trẻ tuổi này lại ngoan ngoãn như vậy. Chốc lát sau, hơn 10 đạo kiếm quang kinh người từ chân trời phá không bay tới. Nhiều lão tổ gia tộc cảm nhận được người đến, đều cúi đầu hành lễ, kính chào tiền bối Trần Hồng. Trần Hồng bảo mọi người đứng dậy, sau đó quét mắt nhìn khắp hiện trường cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta cũng giống như các trưởng lão lôi tuyết kiếm tông trước đó trần hồng thấy ta cầm xích diễm kiếm cũng rất kinh ngạc hắn nhìn về phía các trưởng lão lôi tuyết kiếm tông họ gật đầu xác nhận lão tổ xích diễm kiếm chính là do vị công tử này rút ra trần hồng xác nhận lòng đầy thất vọng sau đó lạnh lùng nói với ta ngươi đã rút được xích diễm kiếm vậy hãy theo ta nghe vậy ta vội gật đầu vì ta cũng muốn tìm hiểu về tung tích của dương đông tiêu trường phong nhìn theo bóng dáng ta rời đi vẻ mặt vô cùng phức tạp một vị trưởng lão tiêu ra đến bên hắn buồn bã nói thiếu chủ đừng lo nguyên bá không chớt oan đâu ánh mắt tiêu trường phong đỏ ngầu không lâu sau ta theo trần hồng đến tổ địa của lôi tuyết kiếm tông tổ địa bên trong và bên ngoài tông môn như hai thế giới khác nhau không chỉ linh khí tụ thành tinh mà còn có nhiều loài chim thú hiếm thấy tụ tập nơi đây chân hồng nhìn tổ địa như tiên cảnh của lôi tuyết kiếm tông cất tiếng hỏi ngươi lần đầu tiên thấy tiên cảnh như thế này đúng không thế nào tổ địa lôi tuyết kiếm tông của ta không tệ chứ trong lời nói của hắn đầy vẻ tự hào ta nhìn tổ địa lôi tuyết kiếm tông chỉ cười nhạt cũng bình thường thôi tổ địa lôi tuyết kiếm tông tuy tốt nhưng so với thần thánh lâm của ta thì còn kém xa. Bình thường, Trần Hồng và các lão tổ lôi tuyết kiếm tông suýt chút nữa bị nghẹn. Một lão tổ chợt nghĩ đến điều gì? Quay đầu nhìn ta với vẻ bình thản. Nói, tính cách điềm tĩnh và lạnh nhạt của ngươi rất tốt. Chỉ tiếc là tư chất của ngươi quá tầm thường. Nếu không, ta có thể nhận ngươi làm đệ tử cuối cùng. Nhận làm đệ tử cuối cùng. Nghe vậy, mặt ta cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Ta nhớ lại năm xưa, Tiểu tử Dương Đông từng quỳ trước mặt ta 10 ngày 10 đêm, khẩn cầu ta nhận hắn làm đệ tử ký danh. Nhưng cuối cùng ta vẫn từ chối. Tuy nhiên, ta vẫn thỉnh thoảng chỉ điểm cho hắn vài chiêu kiếm pháp. Chắc hẳn hiện tại Lôi Tuyết kiếm tông vẫn còn dấu vết của ta. Rất nhanh sau đó, Trần Hồng dẫn ta đến trước mặt Dương Thành. Dương Thành nhìn ta, cũng ngạc nhiên không kém. Sau đó là cảm giác thất vọng còn mạnh hơn cả Trần Hồng. Bởi vì xích diễm kiếm là thanh kiếm của phụ thân ông bao năm qua ông luôn mong đợi một thiên tài kiếm đạo tuyệt thế có thể rút ra thanh kiếm của phụ thân mình và kế thừa kiếm đạo của ông ấy chờ đợi bao nhiêu năm không ngờ cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi phàm nhân rút ra dương thành nhìn ta trầm ngâm nói ngươi đã rút ra xích diễm kiếm thì xích diễm kiếm từ nay là của ngươi ta hy vọng ngươi sẽ trân trọng thanh kiếm này ngươi có muốn ở lại lôi tuyết kiếm tông không kiếm pháp bí tịch của tông môn ngươi có thể tự do đọc học được bao nhiêu là tùy vào thiên phú của ngươi nghe vậy ta vội lắc đầu ta không đến đây vì xích diễm kiếm những thanh kiếm như vậy ta có nhiều lắm còn về bí tịch kiếm pháp ta cũng không thiếu lời này vào tai dương thành khiến ông rất không hài lòng ông cau mày giận dữ nói ngươi trẻ tuổi có vẻ ngươi không biết xích diễm kiếm là pháp bảo cấp bậc gì ngay khi ông chuẩn bị giải thích về giá trị của xích diễm kiếm thì trời đất bỗng vang lên một tiếng nổ lớn cả tổ địa như bị thái cổ thần sơn va vào dung chuyển dữ dội dương thành và trần hồng biến sắc ngay sau đó một tiếng cười lớn vang vọng khắp trời đất dương thành tiểu tử lão phu tới đây ra đây chiến đấu nghe tiếng cười ngông cuồng này lòng dương thành và mọi người đều trầm xuống là kiếm ma tịch lai một trưởng lão chủ trì khảo thí của lôi tuyết kiếm tông kinh hãi thốt lên mặc dù mấy ngày trước lôi tuyết kiếm tông đã nhận được tin tức kiếm ma tịch lai thách đấu nhưng những người đến tham gia khảo thí đệ tử của tông môn đều chưa nghe qua lúc này công chúa thái yên biến sắc kiếm ma tịch lai chính là kẻ năm xưa bại dưới tay dương đông kiếm thần đại nhân thái hồng thao cũng nghiêm trọng tương truyền năm xưa kiếm ma tịch lai đã đạt đến cảnh giới thiên ngoại lần này quay trở lại chắc chắn đã vượt qua cảnh giới thiên ngoại nếu dương thành đại nhân lần này thất bại thì hàng vạn đệ tử của lôi tuyết kiếm tông e rằng không một ai có thể sống sót khi mọi người đang hoảng loạn trong hư không bỗng nhiên vô số kiếm khí trút xuống những kiếm khí này tràn ngập ma khí giống như thác nước đen ồ ạt đổ xuống lôi tuyết kiếm tông cả lôi tuyết kiếm tông rung chuyển đất đá lăn xuống một số đệ tử gia tộc không kịp tránh né bị đá đè mấu thịt văng tung tóe trong cơn bão cát cuồn cuộn cả lôi tuyết kiếm tông như bị nhấn chìm tông chủ lôi tuyết kiếm tông tống ninh thấy vậy lập tức phá không bay lên thi triển lôi kiếm cương trong hư không tiếng sấm rền vang một luồng linh khí trong cơ thể ông hình thành tầng tầng lớp lớp lôi kiếm cương lôi kiếm cương đây là kiếm quyết tối cao của lôi tuyết kiếm tông dẫn dắt lôi đình của trời đất dung hợp với kiếm khí của bản thân là một thần tích vô song. Trong sự mong đợi của mọi người, toàn thân Tống Ninh phát ra lôi quang chói lòa, đón lấy màn ma kiếm từ trên trời chút xuống. Vạn trượng kiếm khí phá không trung, tựa như một cây cầu bắc ngang trời. Nhưng khi vạn trượng kiếm khí chớm vào ma khí, kiếm khí của kiếm ma bỗng sáng lên rực rỡ. Mọi ánh sáng trong thiên địa lại lần nữa biến mất. Kiếm khí vạn trượng của Tống Ninh như một con gà đất chó cỏ, nhanh chóng tan vỡ bản thân tống ninh cũng như bị vật nặng đập trúng, rơi thẳng từ trên cao xuống đất. mọi người kinh ngạc tột độ. tông chủ lôi tuyết kiếm tông tống ninh được công nhận là cường giả đỉnh cao của vô cực hoàng triều. vừa rồi còn thi triển kiếm quyết tối cao của lôi tuyết kiếm tông, lôi kiếm, nhưng trước kiếm khí của kiếm ma lại không chịu nổi một đòn. lúc này kiếm ma tịch lai đứng giữa không trung, cười ngạo nghễ. côn trùng đáng thương, không biết lượng sức. chúng phải kiếm khí từ hồn của ta, ngươi nhất định sẽ hồn phi phách tán dù là thiên thần cũng không cứu nổi nghe tiếng cười ngông cuồng của kiếm ma tịch lai một cường giả gia tộc không kìm nổi thân thể quay người muốn chạy khỏi lôi tuyết kiếm tông như chạy khỏi địa ngục nhưng vừa chạy được vài bước hắn đã đâm phải một bức tường vô hình bức tường này tỏa ra ma khí ngay lập tức chớm hắn thành mảnh vụn ta đã bày ra vô thượng kiếm trận hôm nay không ai có thể sống sót rời khỏi đây giọng nói lạnh lùng của kiếm ma tịch lai vang vọng giữa không trung công chúa thái yên tiêu trường phong và các trưởng lão nghe thấy sắc mặt biến đổi rõ ràng kiếm ma tịch lai muốn không chỉ tiêu diệt lôi tuyết kiếm tông mà còn rớt hết tất cả những người có mặt ở đây trong lúc hỗn loạn giọng nói uy nghiêm của dương thành cuối cùng cũng vang lên lôi động cửu thiên tiếp theo đó những luồng kiếm khí kinh người từ tổ địa bắn lên trời những kiếm khí này chứa đựng tử lôi trong thiên lôi là diệt thế tử lôi dù là cường giả địa cấp đối mặt với diệt thế tử lôi cũng sẽ lập tức hóa thành cho bụi kiếm ma tịch lai nhìn kiếm khí từ lôi kinh thiên bắn lên trời cười khẩy sau đó vung tay một cái vô số kiếm khí ma đạo mang theo uy lực hủy diệt trời đất lao xuống lập tức va chạm với lôi động cửu thiên của dương thành trời đất ngay lập tức rơi vào bóng tối vài giây sau mọi người chỉ thấy kiếm khí lôi động cửu thiên tan biến cùng lúc đó trong tổ địa khóe miệng dương thành dỉ mấu rõ ràng cú va chạm vừa rồi đã khiến ông bị nội thương kiếm ma tịch lai cười lớn dương thành Chiêu lôi động cửu thiên của ngươi tuy uy lực không tệ, nhưng chỉ bằng một nửa so với khi phụ thân ngươi thi triển. Hôm nay, Lôi Tuyết Kiếm Tông sẽ diệt vong. Sau đó, hắn bước qua tầng tầng ma khí, tiến thẳng vào tổ điện. Thần linh chi khí, ngươi đã vượt qua thần linh kiếp. Dương Thành không dám tin, nhìn kiếm ma tịch lai trước mặt. Kiếm ma tịch lai cười khẩy, nói, đúng vậy, ta đã vượt qua thần linh kiếp và trở thành thần. Đáng tiếc thay, sau hôm nay, nơi đây sẽ không còn tồn tại nữa. Ngay khi lời hắn vừa dứt, một giọng nói thản nhiên vang lên. Thành thần mà không có thần cách, cũng dám xưng là thần. Kiếm Ma Tịch Lai nghe vậy, quay đầu, ánh mắt khóa chặt lên ta. "Phàm nhân." Khi thấy ta cầm xích diễm kiếm, sắc mặt hắn biến đổi, vì năm xưa hắn từng bại dưới tay Dương Đông cầm xích diễm kiếm. "Ngươi là ai?" Kiếm Ma Tịch Lai nhìn ta, lộ vẻ kinh ngạc. Ta chỉ thản nhiên trả lời. "Ngươi không xứng đáng biết tên ta." Dương Thành và các lão tổ của Lôi Tuyết Kiếm Tông đều kinh ngạc. Chân Hồng cũng lộ vẻ kỳ quái, Kiếm Ma Tịch Lai cười lớn, "Ta không xứng biết. Tiểu tử, bao năm qua chưa từng có ai dám nói với ta như vậy." Nói xong, hắn liền lộ vẻ hung ác, đưa tay về phía trước, hét lên, "Lại đây cho ta." Lập tức, một luồng sức mạnh kinh hoàng kéo về phía ta. Dương Thành và những người khác tưởng rằng ta sẽ bị hút về phía Kiếm Ma, nhưng lại phát hiện ta vẫn đứng yên không nhúc nhích. Kiếm Ma Tịch Lai kinh ngạc nhìn bàn tay mình, toàn thân ma quang cuồn cuộn, lại đưa tay phải ra tiếp tục hết lại đây. Lần này, ma lực kinh hoàng mạnh hơn trước, đại điện như bị luyện thành ma vực. Nhưng mặc cho ma lực cuốn tới, ta vẫn đứng yên không nhúc nhích. Dương Thành và Trần Hồng mở to mắt, kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ này. Kiếm Ma Tịch Lai nhìn ta, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, hắn không còn gọi ta là tiểu tử nữa. Ta nhìn Kiếm Ma Tịch Lai, nhẹ nhàng vuốt ve xích diễm kiếm, thản nhiên nói, nếu ngươi có thể đỡ được một kiếm này, ta sẽ để ngươi rời đi. Đỡ được một kiếm này, Dương Thành và Trần Hồng còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của lời nói này, ta đã ném xích diễm kiếm ra, như thể ném một vật vô nghĩa. Xích diễm kiếm bay chậm, không có chút gì đặc biệt, nhìn không thấy chút uy lực nào. Kiếm ma tịch lai nhìn xích diễm kiếm bay tới, không dám khinh suất, liền vận thần lực, mạnh mẽ vươn tay bắt lấy xích diễm kiếm. Nhưng khi hắn nắm được xích diễm kiếm, kiếm này lập tức phản kháng, chấn động tay hắn và trực tiếp đâm vào ngực hắn. Kiếm Ma Tịch Lai cảm thấy như bị một ngọn núi hỗn độn đập trúng, toàn thân bay ngược ra xa, đập vào một ngọn núi ở phía xa, ngọn núi nổ tung. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục đập vào nhiều ngọn núi khác, đến khi rơi xuống đất, máu vàng từ miệng trào ra không ngừng. Dương Thành, Trần Hồng và các lão tổ Lôi Tuyết Kiếm Tông đều sững sờ. Kiếm Ma Tịch Lai, kẻ đã vượt qua thần kiếp và trở thành thần, lại không đỡ nổi một kiếm của người trẻ tuổi này. Ta chỉ thản nhiên nhìn Kiếm Ma Tịch Lai phun máu, nói với chút sức mạnh này mà ngươi dám xưng thần. Ngay cả một thanh kiếm cũng không đỡ nổi mà dám tự xưng là thần. Nghe những lời này, kiếm ma tịch lai lại phun máu, cố gắng đứng dậy, quyết định điều gì đó. Trong giây tiếp theo, hắn vận chuyển linh khí toàn thân, kiếm pháp Vĩnh Hằng Chi Kiếm vang lên như sấm sét, khiến thời gian xung quanh như chậm lại. Vô số kiếm quang trong nháy mắt lao đến trước mặt ta. Vĩnh Hằng Chi Kiếm là kiếm pháp mạnh hơn cả Thiên Ngoại Chi Kiếm, vượt qua cả giới hạn thời gian có thể tồn tại lâu dài giữa trời đất. Dương Thành và những người khác không ngờ kiếm ma tịch lai không chỉ thành thần, mà kiếm đạo cũng đạt đến cảnh giới kinh người như vậy. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, họ đã thấy kiếm khí dừng lại cách thân ta hai thước, như gặp phải lực lượng không thể lay chuyển, không tiến thêm được nửa tấc. Tiếp theo, ta thản nhiên thổi một hơi về phía trước, những kiếm khí vĩnh hằng như cát bụi trong gió, lập tức tan biến không dấu vết. Kiếm ma tịch lai, áo bào thần của hắn nổ tung, tóc tai bù xù, Thân thể thần linh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Dương Thành và những người khác nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động. Kiếm Ma Tịch Lai, kẻ đã từng mạnh ngang ngửa với Dương Đông Kiếm Thần của Lôi Tuyết Kiếm Tông năm xưa, bây giờ lại như một con chó chết nằm đó. Một lúc lâu sau, Kiếm Ma Tịch Lai mới chật vật đứng dậy, nhìn ta với ánh mắt đầy sợ hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã đạt đến cảnh giới chân thần sao? Ngươi và Lôi Tuyết Kiếm Tông có quan hệ gì? Nghe câu hỏi này, Dương Thành Chân Hồng và các lão tổ của Lôi Tuyết Kiếm Tông đều dùng mình, nhìn về phía ta với ánh mắt đầy chờ đợi. "Chân thần sao?" Ta không giải thích gì thêm, chỉ nhìn Dương Thành một cái rồi tiện tay ném một tấm lệnh bài về phía ông. Dương Thành nhìn thấy lệnh bài, lập tức run rẩy, "Đây là lệnh bài của phụ thân ta, đại nhân, sao ngài lại có lệnh bài của phụ thân ta?" Kiếm Ma Tịch Lai thấy vậy, vội vàng chắp tay cúi đầu nói, "Hóa ra ngài là đệ tử của Kiếm Thần Dương Đông. Ta là thái thượng trưởng lão của Ám Ma Tông." xin ngài nể mặt tha cho ta một mạng nghe đến ám ma tông sắc mặt dương thành trần hồng và những người khác đều thay đổi ám ma tông là một thế lực thần bí xuất hiện trong vài vạn năm gần đây hiện nay là một trong những thế lực mạnh nhất của hàng nguyên vị diện kiếm ma tịch lai cười khẩy ám ma tông thì đã sao nói xong hắn vươn tay kéo kiếm ma tịch lai lại gần ám ma tông thì sao ta nói đồng thời trên tay xuất hiện một tia thần lôi màu vàng Kiếm Ma Tịch Lai cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ tia thần lôi này, hai mắt hắn như muốn nổ tung. Khi ta chuẩn bị đánh nát hắn, một luồng ánh sáng đen từ thân thể Kiếm Ma Tịch Lai bay ra, sau đó trên bầu trời tổ địa xuất hiện một bàn tay đen khổng lồ che kín cả trời đất, kẻ nào dám rớt thái thượng trưởng lão của Ám Ma Tông. Ngay lập tức, bàn tay đen khổng lồ lao xuống, sức mạnh hủy diệt tràn ngập thiên địa, mạnh hơn kiếm khí vĩnh hằng của Kiếm Ma Tịch Lai gấp bội. Đây chắc chắn là sức mạnh của chân thần, thậm chí còn mạnh hơn cả chân thần. Nhưng ta chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi thản nhiên tung ra một quyền. Một ấn quyền màu vàng lao tới, xuyên thủng bàn tay đen khổng lồ, sau đó tiếp tục xuyên qua hư không. Ở một nơi xa xôi nào đó, trên một đại điện khổng lồ, ánh sáng bùng lên, các đại trận bảo vệ đại điện lập tức kích hoạt, cố gắng ngăn chặn ấn quyền màu vàng. Nhưng tất cả đều vô ích, dưới sức mạnh của ấn quyền, các đại trận như gà đất chó cỏ, lập tức tan vỡ. Ấn quyền tiếp tục lao tới, đập vào đại điện, chỉ nghe một tiếng ầm đại điện khổng lồ bị nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn trong đại điện vang lên một tiếng gào thét phẫn nộ sau đó một bóng người bay lên trời ta nhìn bóng người đó hư lạnh một tiếng ấn quyền trên không trung hóa thành một bàn tay khổng lồ lao xuống bóng người đó thấy bàn tay khổng lồ lao xuống lập tức hoảng sợ thi triển bí thuật huyết độn hóa thành một luồng sáng đỏ cố gắng chạy trốn nhưng với một cái vẫy tay của ta bàn tay khổng lồ đã đập xuống nghiền nát tất cả các ngọn núi xung quanh đại điện thành bột Ta thu hồi sức mạnh, thản nhiên nói, chạy nhanh thật. Bị ta đánh trọng thương, kẻ đó phải dùng bí thuật huyết độn để chạy trốn, tổn hao thần nguyên, không thể phục hồi trong vài trăm năm. Ta không cần phải đuổi theo nữa. Kiếm Ma Tịch Lai nhìn ta, không còn chút ý chí phản kháng nào. Những người khác có thể không biết kẻ vừa giao đấu với ta là ai, nhưng hắn thì biết rất rõ. Ta nhìn Kiếm Ma Tịch Lai, nói, chuyện này đơn giản thôi. Ta tung ra một quyền, lần này không có ai ngăn cản kiếm ma tịch lai bị đánh nát thành máu thịt giữa trời mưa máu ánh sáng thần kỳ đan sen dương thành và những người khác nhìn mưa máu khó có thể bình tĩnh đây là một thần linh đã vượt qua thần kiếp lại bị ta đánh nát như vậy ta vung tay mưa máu rơi xuống đất tưới lên một gốc cây cổ thụ lập tức cây cổ thụ tỏa sáng rực rỡ nhìn thấy ta dùng máu của một thần linh để tưới cây mọi người đều không khỏi nuốt nước bọt cây này sau này chắc sẽ thành tinh thành linh do tổ địa bị dung chuyển mạnh những người bên ngoài tổ địa, bao gồm công chúa Thái Yên, không thể nhìn thấy tình hình giao đấu bên trong. Họ chỉ thấy kiếm ma tịch lai đã vào tổ địa của lôi tuyết kiếm tông, khiến họ vô cùng lo lắng. Các vị tiền bối Dương Thành hiện giờ thế nào rồi? Công chúa Thái Yên lo lắng hỏi, như ngồi trên chảo lửa. Thái Hồng Thao thở dài, chỉ e lành ít giữ nhiều, trừ phi Dương Đông kiếm thần tái thế, nếu không. Lời ông ta nói nửa chừng, nhưng mọi người đều hiểu rõ, Dương Đông kiếm thần đã mất tích hàng vạn năm, không thể xuất hiện nữa. Trong lúc mọi người đang hoảng sợ tuyệt vọng, Trần Hồng bất ngờ bay ra từ tổ địa, nói lớn: "Các vị, Kiếm Ma Tịch Lai đã bị các bậc tiền bối của Lôi Tuyết Kiếm Tông tiêu diệt. Mọi người không cần lo lắng." Giọng nói của Trần Hồng vang vọng khắp các ngọn núi của Lôi Tuyết Kiếm Tông. "Cái gì? Kiếm Ma Tịch Lai đã bị rớt?" Mọi người ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều sửng sốt. Thực lực của Kiếm Ma Tịch Lai vừa rồi mọi người đều thấy rõ, ngay cả Dương Thành và Tống Ninh hợp sức cũng không thể chống lại. Trần Hồng quét mắt nhìn các cường giả xung quanh, nói: hôm nay khảo thí vẫn tiếp tục do các trưởng lão khảo thí duy trì trật tự nói xong ông đưa tống ninh bị thương nặng vào tổ địa sau khi trần hồng và tống ninh rời đi đám đông lập tức xôn xao bàn tán chẳng lẽ kiếm thần dương đông vẫn còn sống công chúa thái yên kinh ngạc hơn nữa ông ta luôn ẩn tu sâu trong tổ địa của lôi tuyết kiếm tông thái hồng thao cũng rất nghiêm trọng dù không phải kiếm thần dương đông chỉ e cũng là một nhân vật không thua kém gì kiếm thần lôi tuyết kiếm tông có một tồn tại khủng khiếp như vậy đối với vô cực hoàng triều chúng ta tuyệt đối không phải là chuyện tốt trong lúc công chúa thái yên và những người khác đang phỏng đoán trong một khu rừng nguyên thủy một người trung niên phun ra máu tươi ánh mắt đầy kinh hãi và khó tin thần cách mà ta tụ luyện là vô cực thần cách được coi là thần cách cứng nhất và mạnh nhất trong thiên hạ nhưng chỉ với một đòn của đối phương thần cách của ta gần như tan vỡ một ngày trôi qua màn đêm buông xuống ta đứng trên không trung của tổ địa lôi tuyết kiếm tông nhìn cảnh đêm đẹp tuyệt vời của tổ địa trong lòng lại nghĩ đến lời dương thành hơn bốn vạn năm trước dương đông nhận được một bức thư từ một người bí ẩn sau đó đi đến chiến trường của chư thần nhưng kể từ đó dương đông không có tin tức gì chiến trường của chư thần ta thầm nghĩ nhớ lại trận đại chiến năm xưa các chư thần ngã xuống thậm chí thiên địa cũng bị đánh tan tành trận chiến ấy thảm khốc đến mức luôn in sâu trong ký ức của ta dù ta là người duy nhất sống sót sau trận chiến của chư thần nhưng không chỉ vì ta có thực lực mạnh mẽ mà còn nhờ vào bảo vật tiên thiên cản khôn đỉnh. Xem ra, ta phải đi một chuyến đến chiến trường chư thần. Ta luôn cảm thấy trận đại chiến năm xưa là một âm mưu. Khi ta đang suy ngẫm về trận đại chiến của chư thần, ở một phòng khác, Trần Hồng đến trước mặt Dương Thành, nói, sư phụ, có chuyện này con muốn bẩm báo. Hôm nay, khi lục đại nhân rút xích diễm kiếm, trưởng lão Tiêu Gia là Tiêu Nguyên đã ra tay cướp, nhưng bị lục đại nhân rớt. Tiêu Trường Phong và các cường giả Tiêu Gia cũng định ra tay với lục đại nhân. Nghe xong, sắc mặt Dương Thành thay đổi, chuyện này sao giờ ngươi mới bẩm báo? Mau truyền lệnh của ta, đuổi hết tất cả đệ tử Tiêu gia ra khỏi Lôi Tuyết Kiếm Tông. Cùng lúc đó, tại một khu sân trong của đệ tử nội môn Lôi Tuyết Kiếm Tông, các đệ tử Tiêu gia đang chúc mừng Tiêu Trường Phong. Thiếu chủ không chỉ vượt qua khảo thí vào Lôi Tuyết Kiếm Tông, mà còn giành được thành tích đứng đầu. Với thiên phú của thiếu chủ, có khi Dương Thành tiền bối sẽ nhận thiếu chủ làm đệ tử. Các đệ tử Tiêu gia cười nói. Tiêu Trường Phong gật đầu, môi nở nụ cười, nhưng rồi nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt trở nên lạnh lùng, các ngươi theo dõi tên phàm nhân kia cho ta. Khi hắn rời khỏi lôi tuyết kiếm tông, bắt sống hắn cho ta, đừng rớt, ta muốn hắn sống. Ngay lúc đó, một đệ tử tiêu ra vội vàng xông vào, thiếu chủ, có chuyện rồi. Ta vừa nhận được tin, tông chủ Tống Ninh đã ra lệnh trục xuất tất cả đệ tử tiêu ra ra khỏi lôi tuyết kiếm tông. Cái gì? Tin này chắc là giả. Tiêu Trường Phong không thể tin nổi, tiêu gia và lôi tuyết kiếm tông quan hệ không tệ, Tống Ninh không có lý do gì để làm vậy. Tin này là thật, Tống Ninh còn ra lệnh, tất cả đệ tử tiêu gia phải rời khỏi lôi tuyết kiếm tông trong vòng nửa giờ, nếu không, đệ tử tiêu gia lo lắng giải thích. Nếu không thì sao? Tiêu Trường Phong giận dữ hết lên, Tống Ninh điên rồi sao? Tại sao ông ta lại làm vậy? Ngày hôm sau, tại rìa chiến trường của chư thần xa xôi, một chiếc xe bò chậm chậm tiến tới. Dù trận đại chiến của chư thần đã qua nhiều năm, nhưng chiến trường vẫn đầy rẫy tử khí. Ta ngồi trên xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đầy cảm xúc. Trong trận chiến năm xưa, biết bao bằng hữu của ta đã ngã xuống, thậm chí không còn toàn thầy. Tiểu Kim, đi thôi. Ta nói với Kim Giác Long Ngưu, xe bò tiếp tục tiến vào chiến trường chư thần, tử khí dày đặc như mây bao phủ xung quanh. Ta cau mày, nhiều năm như vậy, tử khí ở đây lẽ ra phải tan biến, nhưng bây giờ vẫn còn đậm đặc như vậy, rõ ràng có người bày ra vô thượng đại trận ở đây. Là ai, Chẳng lẽ là kẻ đã đẩy mạnh trận đại chiến năm xưa? Nghĩ đến đây, ánh mắt ta lạnh lùng. Xe bò đi tiếp một đoạn, đột nhiên một con quái vật mắt đỏ lao tới, đây là tử linh được sinh ra từ tử khí trên chiến trường Chư Thần. Trên chiến trường Chư Thần, ngoài tử linh còn có nhiều sinh vật kỳ lạ khác. Những quái vật này hàng ngày hấp thụ tử khí của Chư Thần để tu luyện. Đây cũng là lý do mà nhiều cường giả của các tông môn không dám coi thường chiến trường Chư Thần. Khi con tử linh lao tới trên không, nó lập tức bị một sức mạnh vô hình xé nát, tan biến vào không trung. Chiếc xe bò vẫn tiếp tục tiến lên, không hề bị ảnh hưởng. Không lâu sau, ta đến trước một ngọn núi. Ngọn núi này có hình dạng kỳ lạ, tỏa ra khí tức khiến người ta dùng mình. Đó là trận pháp khóa hồn luyện ngục. Ta nhìn ngọn núi trước mắt, ánh mắt lạnh lùng. Khóa hồn luyện ngục là một trong 10 đại trận pháp thượng cổ. Chiến trường chư thần có lẽ bị ảnh hưởng bởi trận pháp này, khiến tử khí không thể tan biến mà ngày càng đậm đặc ta vượt qua những cấm chế nặng nề, tiến vào trung tâm trận pháp khóa hồn luyện ngục. Đây là một không gian dị biệt, trung tâm là một bệ tế khổng lồ. Trận pháp khóa hồn luyện ngục đang vận hành trên bệ tế, hấp thụ tử khí từ chiến trường chư thần. Tử khí ở đây đậm đặc đến mức như vật chất, đất đá bị tử khí ăn mòn ngay lập tức. Ta nhìn về phía bệ tế, thấy bốn thân ảnh bị tử khí bao phủ, tỏa ra thần uy kinh người. Những thân ảnh này khi còn sống là cường giả chân thần chân thần là tồn tại đỉnh cao của vị diện hàng nguyên. Hiện tại, bốn chân thần này bị luyện thành thi nô, ngày đêm tu luyện dưới sự điều khiển của trận pháp khóa hồn luyện ngục. Ta tiến đến gần bệ tế, bốn chân thần như cảm nhận được điều gì đó, từ khí trên người họ bắt đầu sôi trào. Tiếng gào thét kinh hoàng vang lên, bốn chân thần lao tới tấn công ta. Kim Ngưu thấy vậy định ra tay, nhưng ta giơ tay ngăn lại, không cần, để ta. Ta đưa ngón tay điểm một cái vào không trung, một luồng sức mạnh vô hình cuốn qua, bốn chân thần bị đánh bật ra xa ta nhanh chóng nắm lấy họ ngón tay điểm nhẹ bốn luồng ánh sáng bắn vào chắn họ bốn chân thần dừng lại không còn dãy ruộng nữa khi ta giải trừ cấm chế trong não họ ở một không gian khác trên chiến trường chư thần một lão giả tỏa ra tà khí mở mắt ai dám giải trừ cấm chế của ta trên bốn thi nô lão giả cười lạnh xe rách không gian bay về phía trận pháp khóa hồn luyện ngục ta đã cảm nhận được sự xuất hiện của hắn chủ nhân để ta lo kim hưu gầm lên Ta gật đầu đồng ý, để lại mạng hắn. Không lâu sau, lão giả tóc xám xuất hiện trên không, nhìn ta và Kim Ngưu, "Là ai?" Khi thấy ta không có chân nguyên, hắn không kịp suy nghĩ, Kim Ngưu đã lao tới. Lão giả vận công, triệu hồi ngàn quỷ giữ tấn công Kim Ngưu. Kim Ngưu không thèm nhìn, đạp mạnh một cái, ngàn quỷ bị đánh tan. Lão giả tóc xám bị đánh bay, đập vào vách đá. Hắn chật vật đứng dậy, kinh hãi. Hắn dù là chân thần trung kỳ, nhưng không thể chống lại Kim Ngưu. Hắn định bắt ta để uy hiếp Kim Ngưu, nhưng khi tới gần ta, một luồng năng lượng vô hình bùng nổ, đánh tan hắn. Hắn sợ hãi nhìn ta, không dám động đậy, các ngươi là ai? Kim Ngưu cười, chủ nhân ta, thời thượng cổ, ngay cả vạn thần chi chủ cũng không dám động tới. Lão giả kinh hãi, thời thượng cổ, không thể nào, không ai sống lâu như vậy. Ta lạnh lùng hỏi, trận pháp khóa hồn luyện ngục là do ngươi bố trí. Lão giả nuốt nước bọt, đúng, ta tình cờ có được trận pháp, nhưng nó không hoàn chỉnh. Ta nói, ngươi nói ngươi không rớt chóc, nhưng ta không tin. Ta điểm một cái, hàng ngàn oán hồn bay ra từ người hắn, tràn ngập đại điện, ngươi mang nhiều oán hồn thế này, mà nói không rớt chóc. Lão giả biến sắc, không ngờ ta chỉ điểm nhẹ một cái đã đẩy hết oán hồn ra khỏi hắn. U mạc liền chắp tay, hóa sinh ra vô số tử khí, muốn trốn vào hư không. Kim Hưu thấy vậy cười lớn, rồi ngửa đầu giống lên một tiếng, khiến trời đất rung chuyển trong tiếng giống của kim ngưu không gian liên tục vỡ nát u mạc vốn hóa thành tử khí để trốn thoát lại bất ngờ rơi từ hư không xuống thân thể đã kiệt quệ nhìn u mạc đang thoi thóp ta giơ tay ra kéo hắn đến trước mặt sau đó sử dụng thuật tìm hồn ta đã rời khỏi thần thánh lâm quá lâu không rõ tình hình hiện tại của hàng nguyên vị diện giờ có thể từ ký ức của u mạc mà tìm hiểu u mạc thấy vậy định lên tiếng nhưng ta liền vung tay từ hư không một tia xét màu tím xuất hiện nhìn thấy tia sét tím mặt u mạc biến sắc đó là hư vô lôi hư vô lôi từ thời thượng cổ đã không còn xuất hiện vì từ sau thượng cổ không ai có thể triệu hồi nó chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự là lão quái vật từ thời thượng cổ chưa kịp nghĩ kỹ hư vô lôi đã vô tình giáng xuống hủy diệt thần hồn của u mạc sau đó ta chuyển toàn bộ tinh huyết của u mạc vào bốn chân thần thi nô nhận được sức mạnh từ thần lực chỉ trong vài hơi thở bốn chân thần đã hoàn toàn lột xác không khác gì người sống Ta giơ tay lên không trung, gọi ra luân hồi chi nhãn. Một xoáy nước khổng lồ xuất hiện, bốn đạo hồn phách từ hư không nhanh chóng bay vào trong thân thể bốn chân thần. Bây giờ, dù không có thần cách, nhưng họ đã khôi phục được sức mạnh chân thần, thậm chí còn mạnh hơn lúc còn sống. Ta và Kim Ngưu rời khỏi dị không gian, trước khi đi, Kim Ngưu phá hủy trận pháp khóa hồn luyện ngục. Có bốn chân thần này, chúng ta sẽ dễ dàng đối phó với tử linh trên đường đi mà không cần đến sự giúp đỡ của Kim Ngưu. Khi đêm xuống, chiến trường chư thần vẫn còn đầy gió lớn, ta quyết định nghỉ ngơi tại một thung lũng phía trước. Vừa dừng lại không lâu, ta thấy hai bóng người tiến vào thung lũng, là một lão giả và một nữ tử trẻ. Sư phụ, tử khí ở chiến trường chư thần nặng nề như vậy, thật sự có cây thần phượng hoàng sao? Nữ tử lo lắng hỏi. Chắc không phải giả. Lão giả trầm ngâm một lúc rồi nhìn vào thung lũng, phía trước có thung lũng, chúng ta vào đó nghỉ ngơi qua đêm đã. Khi vào thung lũng, lão giả không khỏi ngạc nhiên khi thấy có người khác ở đó sau đó ông ta nhìn ta cẩn thận nói chúng ta đi ngang qua muốn vào thung lũng nghỉ ngơi một đêm không muốn làm phiền các vị lão giả rất kính trọng rõ ràng không muốn gây chuyện ta mỉm cười không sao cứ ngồi xuống đi chúng ta uống rượu cũng thấy nhàm chán nói xong ta ném cho họ hai vỏ rượu đây là rượu ta tự nấu khi rảnh rỗi tuy không có nguyên liệu quý hiếm nhưng vị cũng khá ngon vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ lão giả mở vò rượu, uống một ngụm, lập tức cảm thấy cơ thể như có một con rồng lửa tràn qua, kèm theo một cảm giác mát lạnh khó tả. Ông ta ngạc nhiên, uống thêm một ngụm, rồi cẩn thận hỏi, tiểu huynh đệ, rượu này có phải được nấu từ băng diễm quả không? Băng diễm quả, nữ tử ngạc nhiên, chúng ta ở dược vương điện cũng có hai quả, nhưng luôn cất giữ trong bảo khố, ngay cả khi luyện chế thần phẩm linh đan cũng không dám dùng. Băng diễm quả chỉ là một trong trăm loại nguyên liệu ta dùng để nấu rượu, nó thuộc loại bình thường nhất, ta cười nói nghe vậy lão già cẩn thận đậy nắp vò rượu lại rồi xin lỗi tiểu huynh đệ rượu này quá quý giá ta muốn mang về từ từ thưởng thức chưa kịp nói gì kim ngưu đã xen vào lão già đừng gọi chủ nhân ta là tiểu huynh đệ nữa chủ nhân ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều lão già cười chủ nhân ngươi lớn tuổi hơn ta ta đã uống rượu đủ để lấp đầy sông thần rồi sông thần là một con sông huyền thoại kéo dài qua nhiều đại lục kim ngưu trợn mắt Định nói thêm, nhưng ta lắc đầu ngăn lại. Nữ tử cười khúc khích, ta chưa từng thấy con bò nào màu vàng cả. Kim Ngưu trịnh trọng giới thiệu, ta là con Kim Ngưu duy nhất có sừng rồng, là chủ của Vạn Yêu, tổ của Lôi Thần. Nữ tử cười, một con bò lại là tổ của Lôi Thần, thú vị thật. Ta cười theo, con bò này thích khoe khoang, đừng tin lời nó. Nữ tử che miệng cười, bò thích khoe khoang cũng là bình thường thôi. Kim Ngưu nghe vậy, giận đến xanh mặt suốt đêm chúng ta trò chuyện vui vẻ sáng hôm sau khi trời sáng tử linh và tử thi đã giảm đi nhiều lão giả và nữ tử đứng dậy chào tạm biệt ta chúng ta còn có việc phải đi trước cảm ơn tiểu huynh đệ đã cho rượu lão giả nghĩ một lúc rồi lấy ra một cuốn sách cuốn sách này ghi lại những hiểu biết của ta về dược lý mong tiểu huynh đệ nhận lấy nữ tử ngạc nhiên cuốn sách này là tâm huyết của sư phụ sao lại tặng cho người mới quen này ta nhìn cuốn sách cười từ chối ta có nhiều sách về dược lý trong thư viện của mình, thậm chí có cả bí kíp của dược thần cốc. Nghe vậy, lão giả hơi dừng lại, nếu vậy, khi nào rảnh, tiểu huynh đệ đến dược vương điện, ta sẽ đãi rượu ngon. Sau đó, lão giả và nữ tử rời đi. Khi họ đi xa, ta và Kim Ngưu cũng rời khỏi thung lũng. Trận pháp khóa hồn luyện ngục của U Mạc không phải là nguyên nhân khiến tử khí tụ lại, ta phải tìm ra lý do thật sự và tung tích của Dương Đông. Trên đường đi, lão giả hỏi nữ tử, ngươi nghĩ gì về người trẻ tuổi đó? Nữ tử nhớ lại hình ảnh của ta, nói, hắn giống như bầu trời đêm sâu thẳm, khó mà nhìn thấu. Hắn còn rất uyên bác, dường như biết mọi thứ, và bốn người hộ vệ cũng rất kỳ lạ, mấu thịt của họ dường như vừa mới sinh ra. Lão giả gật đầu, mắt lóe lên tia suy nghĩ. Trong khi lão giả và nữ tử tìm kiếm cây phượng hoàng, ta lái xe đến một khu rừng, trước mắt là rừng hắc ngọc nổi tiếng của chiến trường chư thần. Rừng rậm đầy những cây cổ thụ cao ngút trời, bao trùm bởi một khí tức kỳ dị. Ta nhớ lại, vạn năm trước, vạn thần chi chủ đã ngã xuống tại đây. Giờ có bốn chân thần mở đường, ta tiến vào rừng sâu. Kim Ngưu chiến xa không gặp trở ngại gì tiến vào rừng Hắc Ngọc. Tuy nhiên, chúng ta vừa tiến vào không lâu, đã nghe thấy một tiếng thú gầm vang dội như sấm sét giữa trời. Đó là lôi linh mã, ta nhận ra, nói với Kim Ngưu, tiểu Kim, chúng ta đi xem thử. Kim Ngưu gật đầu, theo tiếng gầm mà đi chúng ta nhanh chóng đến nơi phát ra tiếng gầm thấy bốn người trung niên mặc áo choàng đen đang bao vây tấn công hai con lôi linh mã thêm hai người khác đứng canh chừng xung quanh để ngăn lôi linh mã chạy trốn nhìn thấy nhóm người này ta cười nhẹ vì họ là người của ám ma tông một trong những cường giả của ám ma tông nhanh chóng phát hiện ra chúng ta lập tức kiêu ngạo bước tới trước chiến xa chúng ta là thái thượng trưởng lão của ám ma tông hai con lôi linh mã này là của ám ma tông mời các vị rời đi lời nói của hắn có vẻ lịch sự nhưng theo phong cách thường thấy của ám ma tông lẽ ra hắn sẽ rớt chúng ta ngay ta lạnh lùng đáp nếu chúng ta không rời đi thì sao nghe vậy sắc mặt hắn thay đổi gầm lên nếu không rời đi chúng ta sẽ rớt người nhưng hắn vừa nói xong trước mắt đã hoa lên như chạm vào điều gì đó cấm kỵ lập tức bị một lực lượng khổng lồ đánh bay lên trời đập nát không biết bao nhiêu cây cổ thụ và khi rơi xuống đất hắn đã tắt thở những cường giả khác của ám ma tông đều sững sờ bốn người đang tấn công lôi linh mã cũng dừng lại ám ma tông phát triển rất mạnh trong những năm qua ảnh hưởng đến hàng chục đại lục của hàng nguyên vị diện ngay cả nhiều hoàng đế cũng phải nể mặt họ chưa bao giờ họ bị đối xử như vậy ngươi là người của gia tộc nào ngươi có biết hành động này sẽ mang lại họa diệt tộc cho gia tộc ngươi không một người trong số họ gằn giọng diệt tộc sao ta cười nhạt ta muốn thử xem nghe vậy những người của ám ma tông liếc nhìn nhau không nói thêm gì lập tức nhảy lên tay cầm ma kiếm lao tới tấn công. Kiếm khí của họ mạnh hơn cả kiếm ma tịch lai trước đây. Nhưng ngay khi họ vừa ra tay, ba chân thần hộ vệ đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt, không cần dùng vũ khí, họ chỉ tung ra một quyền. Ba quyền tung ra làm không gian dung chuyển, lập tức đánh bay ba người của ám ma tông, kiếm khí của họ bị hủy diệt, thân thể bị đánh văng xa, và khi rơi xuống đất, họ đã chết. Hai trưởng lão còn lại đang tấn công lôi linh mã thấy vậy, lập tức bay tới, mặt đầy kinh hãi ta thản nhiên nói, những ngày trước, có phải tông chủ của các ngươi bị thương không? Nghe vậy, cả đám người của ám ma tông run rẩy. Việc tông chủ của họ bị trọng thương chỉ có vài trưởng lão biết. Họ dường như nhận ra điều gì đó, mặt biến sắc, là ngươi. Ta không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng búng tay, hàng chục tia lửa kèm sấm sét bay ra. Những người của ám ma tông cảm nhận được sức mạnh hủy diệt, cố gắng bỏ chạy, nhưng chỉ vài bước đã bị tia lửa đánh trúng, biến thành cho bụi. Đại nhân, Hai con lôi linh mã chưa đi xa, chúng ta đi xem thử, Kim Ngưu nói. Được, đi xem thử, ta đáp. Bốn chân thần vừa thu phục chưa có tọa kỵ, hai con lôi linh mã này có thể thích hợp. Chúng ta theo dấu vết của lôi linh mã, không lâu sau đã thấy chúng. Hai con lôi linh mã, vì bị bao vây bởi các trưởng lão của Ám Ma Tông, thực lực không tầm thường. Thấy chúng ta đuổi theo, chúng lập tức phát ra tia sét, tấn công tới tấp. Hai chân thần phía sau ta lập tức tung quyền, phá tan các tia sét rồi bước tới trước, một trưởng đánh xuống. Dù họ giữ lại sức mạnh, nhưng hai con lôi linh mã vẫn bị đánh ngã, mất đi khả năng phản kháng. Khi hai con lôi linh mã rơi xuống đất, hai chân thần lập tức tiến tới, bắt giữ chúng. Dù là yêu thú ở cảnh giới thần linh, việc thuần phục chúng cực kỳ khó khăn, đặc biệt là lôi linh mã, một loại dị thú thượng cổ. Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng búng tay, hai luồng kim quang nhập vào cơ thể lôi linh mã, khiến chúng nhanh chóng yên lặng. Không lâu sau, từ ký ức của hai con lôi linh mã, ta biết được rằng trong rừng hắc ngọc còn tồn tại nhiều không gian dị biệt để tìm thêm manh mối về dương đông ta tìm đến một lối vào không gian dị biệt những lối vào này bị phong bế hòa nhập hoàn toàn với không gian của rừng hắc ngọc ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng khó phát hiện ta tiến vào lối vào không gian dị biệt giơ tay vạch một đường không gian dung chuyển lối vào mở ra như một tấm màn không gian dị biệt này như một thế giới mới ta nhìn sâu vào bên trong thấy tử khí nặng nề hơn cả chỗ của u mạc trong không gian tĩnh lặng chiến xa từ từ tiến tới đột nhiên một móng vuốt khổng lồ từ hư không vươn ra chụp xuống chiến xa mang theo sức mạnh tả thấy vậy bốn chân thần lập tức bay lên nghênh đón móng vuốt hai luồng năng lượng va chạm tạo ra tiếng nổ vang dội một con rồng xét rơi xuống từ hư không miệng phun lôi điện nói tiếng người dù là dị thú thượng cổ nhưng con rồng này chỉ đạt cảnh giới thần linh hậu kỳ không phải chân thần những chân thần của ta đã hòa hợp với tinh huyết của u mạc chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh chân thần trung kỳ nên cuộc chiến kéo dài không phân thắng bại ta nhìn sâu vào không gian lạnh lùng nói ngươi định đứng nhìn mãi sao không gian im lặng một lúc rồi một bóng người phá không mà đến trong nháy mắt đã đứng trước mặt ta người này mặc áo bảo màu vàng nhạt nhìn trẻ trung nhưng khí thế vô cùng đáng sợ đó là một trong những lão tổ của hoàng tuyền ma tông tô tú một chân thần hậu kỳ và con rồng xét kia là tọa kỵ của hắn Tô Tú bình tĩnh nhìn ta và Kim Ngưu, rồi đột nhiên lao tới, tà khí bốc lên ngùn ngụt, định bao phủ ta và Kim Ngưu. Nhưng khi tà khí đến gần, một luồng kim quang vô hình hiện ra, ngăn chặn tà khí. Kim Ngưu khinh thường nói, Hoàng Tuyền Ma Công không tệ, nhưng ngươi chưa luyện tới nơi. Nói xong, hắn giơ sừng rồng, bắn ra hàng loạt tia sét khổng lồ. Tà khí của Hoàng Tuyền Ma Công lập tức tan rã, Tô Tú bị sét đánh bay xuống đất. Hắn hoảng sợ nhìn ta và Kim Ngưu, hỏi, các người là ai? Ta không đáp, chỉ kéo hắn đến trước mặt, dùng thuật tìm hồn. Sau khi tìm hồn xong, ta triệu hồi hư vô lôi, tiêu diệt hắn hoàn toàn. Tô Tú nhìn tia hư vô lôi từ trên cao giáng xuống, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Khi tia xét chạm đất, hắn giống như u mạc trước đó, lập tức bị đánh thành cho bụi, không còn sót lại gì. Sau nửa ngày, ta dẫn mọi người rời khỏi không gian dị biệt. Việc ta tìm hồn tô tú của Hoàng Tuyền Ma Tông cũng nhằm mục đích tìm kiếm manh mối về Dương Đông, nhưng hắn giống như u mạc, hoàn toàn không biết gì vậy nên ta phải tiếp tục tìm kiếm cùng lúc đó ở một nơi nào đó trên chiến trường chư thần hòa thượng và như tâm vừa từ một không gian dị biệt thoát ra nhưng khi họ vừa thoát khỏi một con phượng hoàng khổng lồ toàn thân bốc cháy lập tức đuổi theo phượng hoàng mở miệng những ngọn lửa vàng kim như mưa rơi xuống thấy vậy mặt hòa thượng tái mét điên cuồng vận dụng toàn bộ thần lực biến thành một ngôi sao băng lửa mang như tâm phá không trốn đi vừa mới thoát khỏi họ đã nghe tiếng nổ vang phía sau quay lại nhìn thấy phạm vi hàng trăm dặm đã bị lửa vàng kim bao phủ may mắn thay phượng hoàng không tiếp tục đuổi theo mà quay trở lại không gian dị biệt dù vậy họ vẫn tiếp tục chạy trốn một hồi lâu cuối cùng hòa thượng xác nhận phượng hoàng không đuổi theo thở phào nhẹ nhõm chúng ta tìm thấy cây phượng hoàng thần thụ nhưng không ngờ lại có một con phượng hoàng kinh khủng như vậy bảo vệ đó có phải là bất tử kim hoàng không như tâm hỏi hòa thượng gật đầu còn chút run rẩy đúng vậy và nó đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới chân thần hậu kỳ thôi chúng ta đừng nghĩ đến cây phượng hoàng thần thụ nữa con bất tử kim hoàng đó không muốn rớt chúng ta nếu không chúng ta đã không thoát nổi hơn một tháng sau ở một nơi nào đó trên chiến trường chư thần ta đang nhìn chăm chú vào một trận pháp khổng lồ đang vận hành trên mặt đất mặt đầy vẻ u ám đây là trận pháp cửu tuyệt táng thần đã thất truyền từ thời viễn cổ suốt hơn một tháng ta tìm kiếm manh mối về sự mất tích của dương đông cuối cùng đã dẫn đến nơi này. Nhìn kỹ, trên mặt đất trận pháp còn có nhiều bông hoa kỳ lạ. Đây là U Linh Hoa, truyền thuyết nói rằng Cửu Tuyệt Táng Thần mỗi khi nuốt chửng một thần hồn cảnh giới thần linh trở lên, sẽ ngưng tụ thành một bông hoa U Linh. Những bông hoa này đã ngưng tụ trong nhiều năm, cho thấy trận pháp này được đặt từ trước cuộc chiến chư thần. Khi ta tiến sâu vào trong trận pháp, càng đi sâu, sắc mặt ta càng trở nên u ám. Một số bông hoa U Linh trên mặt đất còn mới, chứng tỏ đã có thần hồn bị nuốt chửng không lâu trước đây. Nếu Dương Đông đã từng đến đây, chỉ e rằng lành ít dữ nhiều. Ta tiến tới vị trí trung tâm của trận pháp, đấm mạnh một cái. Cú đấm mang theo sức mạnh hủy diệt, làm chấn động cả không gian. Cả chiến trường chư thần dung chuyển dữ dội, khiến tất cả các cường giả có mặt ở đó đều hoảng sợ. Dưới cú đấm của ta, trung tâm trận pháp cửu tuyệt táng thần nổ tung, tạo thành một hố sâu khổng lồ rộng hàng vạn dặm. Ta vung tay, vô số phù văn trận pháp bay ra, biến thành những tia sáng thần thánh bay vào hư không đây là đại uy thiên long trận có thể chấn áp mọi tà ma nếu ai đó quay lại kích hoạt trận pháp cửu tuyệt táng thần sẽ lập tức chạm vào đại uy thiên long trận này ta muốn xem ai đã bày ra trận pháp này sau khi bố trí xong mọi thứ ta cùng kim ngưu và mọi người rời khỏi không gian dị biệt rồi tiến về rìa chiến trường chư thần khi chuẩn bị rời khỏi kim ngưu đột nhiên ngửi thấy mùi lửa phượng hoàng tinh khiết quanh không gian đó là lửa của bất tử kim hoàng ta nhận ra dẫn mọi người tới một khoảng đất trống phía trước nhẹ nhàng vạch không gian một lối vào không gian hiện ra nhưng vừa bước vào lửa phượng hoàng ập tới toàn bộ không gian tràn ngập lửa nhạt màu đúng là lửa của bất tử kim hoàng kim ngưu phấn khích sống lên lửa bất tử kim hoàng là một trong những ngọn lửa mạnh nhất ngay cả mặt đất cũng không dám lại gần với bốn chân thần mở đường chúng ta không gặp trở ngại gì không lâu sau chúng ta nhìn thấy một cây thần khổng lồ bốc cháy rực rỡ phượng hoàng thần thụ kim ngưu kinh ngạc sống lên phượng hoàng thần thụ là một trong những cây thần đỉnh cao sở hữu ngọn lửa phượng hoàng được coi là tổ tiên của loài phượng hoàng khi chúng ta còn đang kinh ngạc một tiếng phượng hót vang lên một con phượng hoàng lửa khổng lồ bay lên từ cây thần chỉ riêng đôi cánh của nó đã rộng bằng một ngọn núi lớn chân thần hậu kỳ đỉnh cao ta không ngạc nhiên lắm phượng hoàng lửa há miệng lửa bất tử kim hoàng từ trên trời rơi xuống như mưa thấy vậy bốn chân thần đồng loạt ra tay phá tan lửa phượng hoàng lửa kinh ngạc nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị bốn người tấn công tiếp. Nó bị đánh lùi, dù mạnh nhưng không thể chống lại bốn chân thần đồng loạt ra tay. Nhìn thấy chúng ta đứng xem, phượng hoàng lửa giận dữ, vung cánh, một luồng lửa vàng kim trốn tới. Kim Nghiêu cười lớn, tung một cú đá, dùng thiên tượng thần quyền, đánh bay phượng hoàng lửa vào dãy núi. Nó khó nhọc đứng dậy, giận dữ hỏi các ngươi có quan hệ gì với Thánh Ma. Kim Nghiêu cười, ngươi nói Thánh Ma, hắn chỉ là đệ tử ký danh của chủ nhân ta. Phượng Hoàng lửa nhìn ta, mắt mở to kinh ngạc. Trong khi đó, ta nhẹ nhàng nâng tay, nhấc bổng Phượng Hoàng thần thụ lên khỏi mặt đất. Nhìn cây thần từ từ bay lên, Phượng Hoàng lửa nín thở, kinh ngạc không nói nên lời. Bất kể là cường giả chân thần hậu kỳ đỉnh cao như ngươi, thậm chí một cường giả cảnh giới thiên thần, nếu dùng hết sức mà đánh, cũng không làm chóc được một mảnh vỏ cây của thần thụ này. Thế nhưng, bây giờ toàn bộ cây đã bị nhổ tận gốc. Ta nhìn cây phượng hoàng thần thụ đang bay lên, lắc đầu tiếc núi, tiếc rằng tuổi thọ của nó vẫn còn quá ngắn. Phượng hoàng thần thụ này dù có giá trị, nhưng cây trước mắt vẫn còn thuộc về giai đoạn non trẻ. Ta dùng cửu thiên hấp dưỡng, đưa cây vào trong càn khôn đỉnh. Bất tử kim hoàng nhìn ta đầy lo lắng, không dám cử động. Lúc này, hắn đã biết rằng nếu ta muốn rớt hắn, chỉ cần một ý niệm, thậm chí không cần động tay. Sau khi hoàn tất mọi việc, ta quay lại nhìn bất tử kim hoàng đang căng thẳng, nói, ngươi có xuất thân không tồi, sở hữu huyết mạch đỉnh cao nhất của tộc Phượng Hoàng. Tiếc rằng ngươi lại đi sai đường trong quá trình tự tu luyện, nếu không, ngươi đã sớm đột phá cảnh giới thiên thần rồi. Bất tử Kim Hoàng sắc mặt cung kính, tiến lên nói, cầu xin đại nhân ban cho ta thần đạo chi pháp, Hoàng cửu nguyện ý phục vụ đại nhân, đi qua lửa bỏng nước sôi. Đi qua lửa bỏng nước sôi thì không cần, ta cười nhạt, giơ tay lên, ngưng tụ vạn đạo thần quy tắc, sau đó chuyển vào cơ thể Hoàng cửu. Hắn hấp thụ quy tắc thần, lập tức khí tức ngày càng mạnh lên. Chẳng bao lâu, chín tầng mây lôi cuộn, thiên kiếp sấm sét hình thành, đây là dấu hiệu đột phá cảnh giới thiên thần. Khi lôi kiếp rơi xuống, ta chỉ khẽ phẩy tay, sấm sét như pháo hoa bị bóp nát, hóa thành năng lượng tinh khiết nhất tràn vào cơ thể Hoàng Cửu. Hắn thích ứng với sức mạnh thần thiên trong cơ thể, rồi cung kính quỳ xuống, đa tạ đại nhân. Hoàng Cửu vốn cần hàng ngàn năm mới đột phá cảnh giới thiên thần, nhưng ta đã giúp hắn đạt được chỉ trong chốc lát, tiết kiệm hàng ngàn năm thời gian. Một lát sau, Chúng ta rời khỏi không gian Phượng Hoàng. Hoàng Cửu hóa thành một con chim nhỏ màu vàng, đậu trên chiến xa. Kim Ngưu chiến xa tiếp tục hành trình, chẳng mấy chốc chúng ta đã ra khỏi chiến trường Chư Thần. "Đại nhân, chúng ta đi đâu bây giờ?" Kim Ngưu cung kính hỏi. "Đến Bắc Đầu Đế Quốc." Ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Bắc Đầu Đế Quốc là đế quốc mạnh nhất trên đại lục thần võ, nơi đó còn có các thương hội lớn nhất của đại lục. Hiện tại, còn hai vị chân thần thị vệ của ta chưa có thần cách." ta muốn xem ở đó có phù hợp không. Sau vài ngày hành trình, Bắc Đầu Đế Quốc đã hiện ra trước mắt. Đại nhân, qua khỏi khu nghĩa địa kia là biên giới Bắc Đầu Đế quốc. Kim Ngưu chỉ về phía khu núi gió lạnh lẽo nói. Bắc Đầu Đế quốc thường xuyên giao chiến với Bái Nguyệt Đế quốc ở biên giới, nơi đây chôn cất những binh sĩ hy sinh trên chiến trường. Đêm đã khuya, nghĩa địa rít lên những tiếng gió gây rợn. Chúng ta đi thôi, ta nói với mọi người. Chiến xa chậm rãi tiến tới, gió lạnh ngày càng mạnh bỗng một ngôi mộ bị phá vỡ một thân ảnh mang theo tử khí kinh người lao tới chiến xa chân thần bên cạnh lập tức phát ra thần quang không gian dung chuyển thân ảnh đó bị đánh bay ra xa đó là một xác chết mặt trắng bệch mặc áo giáp rách nát bị sức mạnh chân thần đánh tan thành từng mảnh đây là xác sống những môn đồ tu luyện tà công thường sử dụng bí pháp để biến các chiến binh mới chết thành xác sống những xác sống này không có trí tuệ chỉ còn lại tính khát mấu vô tận chiến xa tiếp tục tiến tới sắc sống ngày càng nhiều nhưng tất cả đều bị chiến xa nghiền nát. Hơn một giờ sau, chúng ta vượt qua khu nghĩa địa, trước mắt là một vùng đất trống. Nhưng khi chúng ta vừa tiến vào, có tiếng hét vang lên từ phía sau. Đứng lại. Ngay lập tức, hàng chục thân ảnh phá không lao tới, đứng chắn trước chiến xa. dẫn đầu là một phụ nữ tỏa ra khí tức sát khí, hiển nhiên là tu luyện tà công. Trên áo bào của nàng có thêu một chiếc xương trắng, biểu tượng của bạch cốt môn. Đây là một thế lực mạnh của bắc đầu đế quốc tương đương với lôi tuyết kiếm tông. Nói, các ngươi có phải đã rớt đám xác sống của ta ở nghĩa địa không? Miêu Yên giận dữ nhìn chúng ta. Đám xác sống đó nàng tốn công sức mới luyện thành, hàng vạn xác sống bị tiêu diệt hết hôm nay. Ta im lặng một lúc, Kim Ngưu cười nói, đúng vậy, là chúng ta rớt. Ngươi muốn bồi thường sao? Miêu Yên chưa kịp trả lời, một cường giả bạch cốt môn đã quát lên, nếu các ngươi rớt thì phải chết. Hắn cầm búa lớn, lao tới tấn công Kim Ngưu. Kim Hưu không cần ra tay, một chân thần đứng bên cạnh vung tay, một tia sáng bay ra, đánh bay hắn lên trời, đến khi rơi xuống, hắn đã tan thành mây khói. Miêu Yên và các cường giả bạch cốt môn không thể tin vào mắt mình. Ta lạnh lùng nói, nếu còn ai dám ra tay, tất cả sẽ chết. Một cường giả bạch cốt môn định nổi giận, nhưng Miêu Yên ngăn lại. Nàng nhìn ta, nghiêm nghị hỏi, các ngươi là người của tông môn nào? Ta không thèm trả lời, chỉ bảo Kim Ngưu đi thôi. Chiến xa từ từ lăn bánh, không ai dám ngăn cản. Sư tỷ, sư đệ bị rớt không còn xương cốt, một cường giả bạch cốt môn nói với khuôn mặt khó coi. Miêu Yên nhìn theo chiến xa, lạnh lùng nói, chúng ta về bẩm báo sư phụ trước. Sáng hôm sau, chiến xa cuối cùng đã đến biên giới Bắc Đầu Đế quốc. Bắc Đầu Đế quốc rất lớn, tầm nhìn không thấy điểm cuối. Trong thành, xe cộ qua lại tấp nập, cường giả đi lại không ngừng. Tiểu thư, công tử, bỗng có tiếng vui mừng vang lên ta nhìn lại thấy lục phong và lục tiểu vũ ngoài họ còn có tông chủ lôi tuyết kiếm tông tống ninh và một số cường giả lôi tuyết kiếm tông tống ninh thấy ân nhân cứu mạng lập tức cung kính hành lễ gặp lại công tử tống ninh không biết ta là ai nhưng cảnh ta giúp ông ta giải trừ kiếm khí của kiếm ma tịch lai vẫn còn rõ trong trí nhớ theo lời tống ninh giải thích đầu tháng sau là kỷ niệm một vạn năm thành lập bắc đầu đế quốc họ đến đây để tham gia lễ kỷ niệm nhiều hoàng tộc tông chủ tông môn thậm chí cả cường giả đế quốc cũng sẽ đến biết ta đến để mua đồ tống ninh muốn giúp đỡ công tử muốn mua gì ta quen biết một quản lý của thiên cơ thương hội thiên cơ thương hội là một trong những thương hội lớn nhất thần võ đại lục bán đủ mọi bảo vật ngươi quen quản lý của thiên cơ thương hội tốt giúp ta hỏi xem họ có bán thần cách chân thần không nghe vậy tống ninh lập tức ngẩn người ông biết rõ giá trị của một thần cách chân thần lớn đến mức nào thậm chí Lôi Tuyết Kiếm Tông có bán hết tài sản cũng không thể mua nổi. Lúc này, Tống Ninh nuốt khan, cảm thấy tim đập loạn. Công tử muốn mua thần cách chân thần? Tống Ninh ngạc nhiên hỏi. Ta thản nhiên gật đầu, ta muốn mua hai cái, loại bình thường thì ta không cần, ta muốn loại tốt nhất. Tống Ninh chỉ cảm thấy hơi thở mình ngừng lại, lời nói của ta dường như đã vượt quá khả năng nhận thức của ông. Sau một lúc lâu, Tống Ninh cẩn thận nói, chúng ta định tìm một khách điếm để nghỉ ngơi vài ngày nếu công tử chưa có chỗ ở thì hãy cùng chúng ta ta trầm ngâm một lúc rồi đáp cũng được tống ninh nghe thấy ta đồng ý liền vui mừng dẫn đường nhưng nửa giờ sau tống ninh lo lắng đến toát mồ hôi chán mặc dù còn nửa tháng nữa mới đến lễ kỷ niệm của bắc đầu đế quốc nhưng các khách điếm lớn ở đế đô đã đông nghẹt ông đã tìm đến 6 khách điếm liên tiếp nhưng phòng đều đã đầy công tử hay là chúng ta thử hỏi khách điếm tiếp theo tống ninh ngượng ngùng hỏi ý kiến của ta không cần dù tìm tiếp cũng sẽ như vậy thôi nói đến đây ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp ta có chỗ ở các ngươi theo ta qua đó ta chợt nhớ ra lão tổ hoàng tuyền ma tông tô tú có một phủ đệ ở đây bình thường tô tú ít khi ở đó nên bây giờ phủ đệ đang bỏ trống nghe ta nói có chỗ ở tống ninh tuy bất ngờ nhưng không dám hỏi nhiều tuy nhiên khi chúng ta đang trên đường tới phủ đệ của tô tú một nhóm người đông đúc đã chặn đường đó chính là người của bạch cốt môn khoảng bảy tám chục người một lát sau miêu yên của bạch cốt môn bước ra từ đám đông nàng liếc nhìn tống ninh và những người khác cười lạnh lùng hóa ra ngươi là người của lôi tuyết kiếm tông thuộc vô cực hoàng triều sau đó hắn quay lại cúi chào một lão giả sư phụ chính người này đã rớt trần sư đệ vương kỳ sơn nghe vậy nhíu mày nhìn tống ninh nói vì hắn là người của lôi tuyết kiếm tông ta sẽ nể mặt lôi tuyết kiếm tông một lần người của ngươi rớt đệ tử ta mạng đền mạng ta chỉ cần mạng hắn Nói rồi, hắn chỉ vào một chân thần thị vệ đứng sau lưng ta. Ngoài ra, các ngươi còn hủy diệt hàng vạn xác sống của ta, cần phải bồi thường cho ta một triệu linh thạch thượng phẩm. Linh thạch được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, trên cực phẩm còn có thần phẩm linh thạch. Một triệu linh thạch thượng phẩm, đối với lôi tuyết kiếm tông cũng là một con số khổng lồ, trong khi việc luyện chế xác sống gần như không tốn kém gì. Khi Tống Ninh đang rơi vào tình thế khó xử, khuôn mặt đầy vẻ bối rối, lạnh lùng mở miệng phá vỡ suy nghĩ của ông, đừng nói một triệu linh thạch thượng phẩm, ngay cả một đồng ta cũng không cho. Còn về mạng của người của ta, nếu ngươi có bản lĩnh thì đến lấy đi. Nghe vậy, sắc mặt Vương Kỳ Sơn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngươi thật sự nghĩ rằng ở trong Đế đô Bắc Đầu là an toàn sao? Bình thường, các thành phố lớn của Bắc Đầu Đế quốc đều cấm đánh nhau, hú chi bây giờ lễ kỷ niệm một vạn năm của Bắc Đầu Đế quốc đang đến gần. Nhưng Vương Kỳ Sơn dường như không quan tâm, liền ra lệnh động thủ cho ta. Lời vừa dứt, hơn 40 cường giả bạch cốt môn lập tức xông tới. Trong số này, hơn một nửa là cường giả thiên nhân cảnh, số còn lại đều là cường giả thập trọng cảnh. 40 người cùng ra tay, tạo thành một cơn lốc đáng sợ, khiến các đệ tử gia tộc xung quanh hoảng sợ tránh xa, sợ bị liên lụy. Tuy nhiên, đối mặt với sức mạnh kinh khủng đang ập tới, chân thần thị vệ bên cạnh ta chỉ đơn giản vung tay về phía hư không. Trong nháy mắt, vô số hàn khí lan tỏa, khiến mọi người như rơi vào địa ngục băng giá thậm chí mấu cũng như đóng băng lại. Trong ánh mắt kinh hoàng của các cường giả Bạch Cốt môn, chân thần thị vệ vung tay, lập tức đường phố lát đá kim cương cứng rắn nứt toác, hơn 40 cường giả Bạch Cốt môn bị biến thành một đống thịt nát. Miêu Yên nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trước mắt, đầu óc trống rỗng. Vương Kỳ Sơn và các cường giả Bạch Cốt môn khác cũng mặt mày tái nhợt. Hắn cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy, nhưng khi định lặng lẽ rút lui, giọng nói lạnh lùng của ta vang lên, ai dám rút lui, đều phải chết. Trong nháy mắt, các chân thần thị vệ đã lao tới phía sau Vương Kỳ Sơn. Thân thể Vương Kỳ Sơn chưa kịp phản ứng, muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng chỉ sau vài giây, hắn liền nổ tung. Tiếp theo đó, các cường giả Bạch Cốt môn còn lại cũng lần lượt nổ tung, kể cả Miêu Yên cũng không ngoại lệ. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. "Đi thôi," ta nói với mọi người, không thèm nhìn lại Vương Kỳ Sơn và đám người Bạch Cốt môn. Nhưng khi ta vừa định rời đi, mặt đất đột nhiên rung chuyển, một đội quân Bắc Đầu Đế quốc ập đến tỏa ra khí thế đáng kinh ngạc. À. Người đứng đầu đội quân này là một cường giả địa cấp. Khi đội quân đến nơi, họ nhanh chóng bao vây chúng ta. Vị tướng dẫn đầu liếc nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, không tuân theo luật pháp của Bắc Đầu Đế quốc, tất cả đều bị bắt. Nhưng khi những binh sĩ Bắc Đầu Đế quốc chuẩn bị hành động, ta liền lấy ra một lệnh bài và ném về phía vị tướng. Nhìn thấy lệnh bài, mặt vị tướng biến sắc, đó là lệnh bài của lão tổ Hoàng Tuyền Ma Tông, Tô Tú. Hắn vội ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay, rồi lấy ra một tấm phủ bóp nát để báo cáo cho cấp trên. một lát sau nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, vị tướng cung kính trả lại lệnh bài cho ta, sau đó dẫn quân đội bắt đầu rời đi. Tống Ninh và những người khác nhìn quân đội rời đi đều thở phào nhẹ nhõm. vị tướng bắt đầu định ra tay lúc nãy đã khiến mọi người toát mồ hôi lạnh. ban đầu ta chỉ nghĩ ra tạm thời lấy lệnh bài của tô tú ra dùng, không ngờ lại hiệu quả đến vậy. sau khi chúng ta ổn định ở phủ đệ của tô tú không lâu bắc đầu đại đế chu định thiên đã cử tướng quân trần nguyên đến báo cáo khi trần nguyên báo cáo xong chu định thiên trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngươi nghĩ thanh niên này có quan hệ gì với lão tổ hoàng tuyền ma tông tô tú có phải là đệ tử thân truyền của tô tú không trần nguyên nghe vậy liên cẩn thận đáp chuyện này thần cũng không rõ lắm người trẻ tuổi đó đã có lệnh bài của tô tú chắc hẳn quan hệ giữa họ không phải tầm thường còn về quan hệ giữa hắn và lôi tuyết kiếm tông thần đã điều tra chính hắn là người đã rút ra xích diễm kiếm trước đó là hắn rút ra xích diễm kiếm chu định thiên nghe vậy vô cùng ngạc nhiên không ít thiên tài của các đế quốc trên thần vũ đại lục đã từng thử rút thanh kiếm này không ngờ lần này lại bị một kẻ hậu bối rút ra đúng vậy và thần còn phát hiện khi kiếm ma tịch lai bị rớt hắn cũng có mặt tại lôi tuyết kiếm tông trần nguyên vội vàng bổ sung thêm chu định thiên nghe xong trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu dường như đã quyết định điều gì đó nhưng không nói thêm lời nào sáng hôm sau ta vừa kết thúc tu luyện thì nghe tiếng gõ cửa vào đi ta nói tống ninh ngay lập tức cung kính mở cửa bước vào vẻ mặt phấn khởi báo rằng đã có tin tức về việc đấu giá thần cách mặc dù hiện tại chỉ có một viên nhưng ông đã cử người đến các nhà đấu giá khác để tìm kiếm hễ có tin tức sẽ lập tức báo cho ta thấy tống ninh tỏ ra hiểu chuyện như vậy ta không khỏi gật đầu hài lòng sau đó ta lấy ra từ càn khôn đỉnh một viên kim đan đưa cho tống ninh làm tốt lắm ta nói Tống Ninh ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của kim đan, kinh ngạc thốt lên, thần linh kim đan. Rồi ông không dám tin vào mắt mình, nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Ông quỳ một gối, cung kính nói, công tử, đây, đây là cho ta sao? Nhìn ông vẻ mặt hoang mang, ta bật cười, đương nhiên là cho ngươi, chỉ là một viên thần linh kim đan thôi mà. Đứng lên đi, Tống Ninh nghe xong, xúc động đến mức toàn thân run rẩy, suýt chút nữa là cúi đầu lại tạ. Tống Ninh tạ ơn công tử đã ban đan, Đại ân của công tử, Tống Ninh sẽ không bao giờ quên. Dù nói vậy, ta cũng không để tâm lắm, chỉ bảo Tống Ninh đứng lên. Sau đó, ta bước ra ngoài phủ đệ, vừa đến đại sảnh, ta đã thấy hai người đang chờ ở đó. Người đứng đầu chính là vị tướng quân hôm qua, nhưng giờ đây ông ta không còn vẻ uy nghiêm như hôm qua mà thay vào đó là nụ cười trên môi, cung kính chắp tay nói, tại hạ là Bắc Đầu Đế quốc thượng tướng Trần Nguyên, ra mắt lục công tử. Ta gật đầu, rồi tự ngồi xuống, hỏi, ngươi đến đây có việc gì? Nói xong, ta cũng không mời họ ngồi. Trần Nguyên thấy vậy, hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của đại đế, ông ta nhanh chóng kìm nén sự khó chịu trong lòng. "Ta nhận lệnh của đại đế, đến đây mời Lục công tử tham gia lễ kỷ niệm của đế quốc chúng ta." Nói rồi, ông ta lấy ra một tấm thiệp vàng. Tống Ninh thấy vậy, liền bước lên nhận thiệp và đưa cho ta. Trần Nguyên tươi cười nói, "Tấm thiệp này do đích thân đại đế viết. Lễ kỷ niệm lần này, đại đế chỉ viết tay 10 tấm thiệp, công tử nhận được một trong số đó." ông ta sợ ta không hiểu rõ giá trị của tấm thiệp này nên bổ sung thêm trong số 10 tấm hai tấm đã được gửi cho công tử vân hải thiên và bách hoa nữ đế nghe hai cái tên này tống ninh không khỏi xúc động tim đập mạnh vân hải thiên công tử và bách hoa nữ đế hai người này là những nhân vật nổi tiếng nhất thần vũ đại lục trong trăm năm qua không chỉ vì dung mạo tuyệt đẹp mà còn bởi thế lực và tu vi sâu không lường được của họ ta nghe đến hai cái tên này sắc mặt cũng thay đổi đôi chút tỏ ra có chút hứng thú mặc dù ta xuất hiện không lâu nhưng cũng đã nghe danh họ đúng vậy chính là vân hải thiên công tử và bách hoa nữ đế trần nguyên cười nói nhìn vẻ mặt tươi cười của trần nguyên ta chìm vào suy nghĩ sự nhiệt tình của bác đầu đại đế chu định thiên rõ ràng không phải vì ta mà là do ta lấy ra lệnh bài của lão tổ hoàng tuyền ma tông tô tú dù vậy ta vẫn chấp nhận lời mời về nói với đại đế của các ngươi đến lúc đó ta sẽ tham dự lễ kỷ niệm trần nguyên mỉm cười vậy thì đến lúc đó Chúng ta sẽ chờ đón lục công tử. Sau đó, ông ta cáo tử rời đi. Ai ngờ rằng, chính vì ta tham dự lễ kỷ niệm với thân phận của Hoàng Tuyền Ma Tông, không lâu sau, toàn bộ bắc đầu đế quốc sẽ phải đối mặt với một trận mưa mấu gió tanh mới.